La lành đùm lá rách đó. Mà năm này thấy ở miền Trung đau khổ thiệt. Ngài Liêu Tông, ngài có khỏe không? Sức khỏe ngài như thế nào? Thấy cái phòng ở của ngài thấy hơi nóng chật chội lắm. Rồi bây giờ chúng ta còn bây giờ là 4:25 rồi. Để chuẩn bị tới giờ của ngài Liễu Tông, trong đạo tràng có ai có ý kiến gì không? Khi mà ngài giải thích những cái câu hỏi của chúng ta, quý vị thấy tiếp thu được hay không? Hay là quý vị thấy rằng sự giải thích của ngài Liễu Tông mà đem lại lợi ích cho quý vị? Bây giờ quý vị trước tiên là thử âm thanh ha. Xin chào sư Thanh Hoàng vừa đến. Thử âm thanh. Bởi vì hôm nay không thấy sư Cây Nhật Quỳnh ha. Vậy thì bây giờ sư Meta là một, Huỳnh Thanh Pháp là 2, sư Thiện Vũ là 3, sư Thanh Hoàng là 4 ha. Quý vị thử âm thanh có thể hỗ trợ cho đạo tràng trong cái phần làm thị giả cho ngài Liễu Tông ha. Rồi quý vị lên thỉnh pháp sư nữa chứ. Alo, bây giờ quý vị thử âm thanh coi âm thanh của mình có tốt hay không. Trước tiên mời Siết Meta ha. Siết Meta thử âm thanh coi hôm nay đường truyền có ổn định không. Alo, chị Meta có chút máy. Rồi, chị Meta của hôm nghe chắc đường truyền có vấn đề ha. Rồi, chị Thiện Vũ có nghe rõ không? Alo, quý vị thử âm thanh đi. Nghe rõ. Nghe là một chuyện chứ, bây giờ mình thử rồi chứ. Ví dụ như hôm nay Sức Nhật Quỳnh không có, Sức Thiền Vũ làm MC hay là làm thỉnh pháp sư vân vân. Rồi xin tiếng nói của Sức Thiền Vũ nha. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Chi Đức, con xin kính đảnh lễ sư Diệu Tông. Con không biết âm thanh của con có bình thường không ạ? Dạ, con cảm ơn quý đạo hữu đã cho con biết là âm thanh của con nghe được. Con xin mời quý vị thử âm thanh. Còn hôm nay không có ai thì con, nếu mà đã sau khi quý vị thỉnh âm thanh rồi thì con cũng xin đọc bài thỉnh pháp sư ạ. Vì hôm con chưa đọc lại, nếu con đọc chưa có tốt thì con xin tư sư đừng la con ạ. Dạ, con xin đọc bài thỉnh pháp sư. Tại con chỉ có bài Pali chứ con không có bài tiếng Việt, nên con xin đọc bài Pali. Thì thưa sư là con đọc một lần hay mấy lần ạ? Sư chỉ cho con ạ. Sa thú, sư Thiện Vũ. Khi Thiền Vũ sẽ thay mặt đạo tràng thỉnh pháp sư và thỉnh bằng tiếng Pali, như vậy rất là hoan hỷ. Đọc một lần thôi ha, đọc Nam Mô xong rồi cái đọc bài thỉnh pháp sư ha. Rồi mời sư Thiền Vũ. Dạ, Nam Mô Buddhaya. Dạ, con xin đọc bài thỉnh pháp sư để kính thỉnh sư Liễu Tông sẽ trả lời cho bọn con ngày hôm nay ạ. Ramma cha lu ca thi pa ti sa ham pa ti
ca tành cha lì anh thi va rằng a già cha tha sanh tì tha sát tắp tha ra chắc kha cha thi ca đề xê thu thầm măng anu khầm phi măng tha chăng sát thằng mắt hề trình phi na dành cha ca giang sút tành cha bành thằng a phi thầm ma chầm măng a cô ta chành tô cha tu sắc ca đành đằng pháp bồ tha này về Parisa ya map che. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính thỉnh sư Liễu Tông lên thử âm thanh ạ. Nam mô tát sa pha quá tô a ra hà tô sam ma sam bô tát sa nam mô tát sa pha gá quá tô a ra hà tô sam ma sam bô tát sa nam mô tát sa pha gá quá tô a ra hà tô sam ma sam bô tát sa nam mô bồ tát gia kính bạch chư tôn hàng giả kính thưa chư cư sĩ đạo sĩ lấy đồng đạo tràng hy vọng quý vị nghe tiếng chúng tôi rõ. Bữa nay chắc là trong nước thì bị bão lụt thành ra cái bộ lo tập bơi thì nó vô rung ít thì không sao đâu. Còn ngoài này thì tất cả các chùa chư tăng đều lo để phụ giúp, thì chị nào ở ngoài đó thì thường giúp mấy chùa ngoài đó, chị nào ở trong này thì giúp mấy chùa trong này giúp đều hết, chứ không có dựa vào bảo lục để giúp chùa nào hết á, giúp từ Bắc vô Nam luôn, thành cũng hoan hỷ với những cái phước đó, cũng hy vọng quý vị cũng hoan hỷ những cái phước. Chứ thằng ở ngoài này đang cố gắng làm để giúp tất cả mọi người trong đó được ít nhiều thì cái đó có tùy theo cơ duyên mỗi người, chứ không thể nói được. Nam mô Bụt Thầy á. Sa thủ ngài Lưu Tông. Chúng tôi thấy chính tại chùa Pháp Vân Hòa Thượng Trinh Trí cùng chư tăng Phật tử trên cái tinh thần kêu gọi và chính quý ngài cũng đã thể hiện cái tinh thần đó, rồi Phật tử hưởng ứng rất là hoan hỷ. Bây giờ coi như trong đạo tràng chúng ta vị nào hoan hỷ làm thị giả cho ngài Liễu Tông. Alo. Xin một tinh thần tự nguyện đi. Cũng giống như bão lũ, chúng ta đó là một cơ hội để thể hiện cái tâm bố thí ha. Chúng ta bố thí. Bây giờ vị nào trong đạo tràng tình nguyện để làm thị giả cho ngài Liễu Tông. Alo. Chính xà thủ Sĩ Thiện Vũ xà thủ. Rồi bây giờ mời Sĩ Thiện Vũ đặt câu hỏi ha. Dạ con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Liễu Tông. Tại vì con dùng cái cell phone mà từ nào giờ con cứ chủ quan nên là con sợ con không có làm thị giả được, tại con không có nhìn được các cái câu hỏi post lên hay là ấy với con, mà con cũng chưa bao giờ con biết hỏi, nhưng mà cứ hôm nay chắc con tin mở hàng lần đầu tiên ạ. Cứ con nghe sư dạy thì con biết là rất là khó có duyên mà gặp được một vị thiền sư, thế nhưng 8 năm nay rồi thì con cứ mỗi ngày con cũng dành một tiếng con ngồi xuống hành thiền theo như cách con được học, thì con cứ theo dõi cái hơi thở của con đó, thì con thấy tâm con cũng có được bình an xuống. Nên là đặc biệt những lúc nào mà khi mà con thấy nếu mà con không có làm một cái gì được khác thì con sẽ khóc, thì con lại ngồi xuống và con lặng lẽ con quan sát hơi thở của con, thì
con thấy sau đó thì con tĩnh tâm lại được, thì thưa sư con làm như vậy có được không ạ? Nam mô Bổn Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hàng Giả Kinh Thưa Chư Quý Vị. Làm nhưng mà kết quả nó không có bao nhiêu, có nhiều khi kết quả nó rất là nghĩa là ít. Chuyện quan trọng nhất là mình học trước đi, học những cái căn bản liên quan tới thực tinh pháp, rồi sau đó mình mới có khả năng để mình hạ thủ công phu pháp hành được. Bởi nhiều khi mình hành cái đó nhưng mà có nhiều người rồi chứ không phải không, vào thời Đức Phật cũng đã có hành cái đề mục mà nó sai cái cá tánh của mình, cả đời cũng không có kết quả gì cả. Mà không phải ai cũng có khả năng cho mình cái điều kiện đó cả. Ngay cả Ngài Sariputta có học trò mà cũng không thể giúp được. Tại vì cái gì học trò đó lọt vào cái giọng trí của Đức Phật thì Ngài đi tới, Ngài mới cho những cái điều kiện, thành ra cái gì đó mới có thể chứng đắc được. Thành ra mình đừng có nghĩ mình học là mình có thể làm được, không có đâu. Cái pháp nó là một chuyện, nhưng mà bên cạnh đó nó còn cần thiết một số cái điều kiện về cái sự hiểu biết về cá tánh của mỗi người. Chứ còn nếu mình nói vậy thì ai cũng có thể hành thiện được thì cái chuyện đó không thể xảy ra. Nhiều người tự động hạ thủ công phu, rốt cuộc rồi điên chứ không có thành cái gì đó. Thành ra cái đó là cái chuyện nguy hiểm nhất của gì coi chừng. Theo chúng tôi thì nên học trước, đồng ý là pháp học chứ pháp hành thì nó chỉ ở một chỗ thôi. Nhưng mà nếu pháp học không có vững vàng, không tới nơi tới chốn thì thế nào đưa tới pháp hành được. Đó, nằm cái chi chúng tôi thường nói cho một cái pháp học là như thế nào, nghe hỏi hiểu nhớ và hành. Đó là mới học cho ta hiểu nhớ nhớ lục lòng rồi pháp hành. Tại vì khi mình hạ thủ công phu thì mình không thể nào lật sách lật đầu hay là ngồi nghĩ thấy quyển sách mình học ngày hôm qua, chương đó nó nói vậy, chương này nói vậy, sao giờ mình hành thấy vậy. Cái chuyện đó vô đó mà chị vẫn còn có những sự suy nghĩ vậy là rất là sai lầm. Nó phải nhớ trong đầu đàng hoàng chứ không phải giống như mình đi thi mà đợi vậy. Mình học mình nhớ trong đầu mình vô mình rất bình tĩnh và an tâm để làm bài. Chứ còn nếu mà mình nỡ nhớ nỡ quên hay là mình bị rút mắt cái gì đó thì người ngồi trong phòng nhưng mà phòng thi đó cầm bút rồi này kia người nóng rang rốt cuộc rớt. Thành ra chúng tôi vẫn khuyên quý vị học trước, học cho có căn bản đi rồi mới tính được tổng hành. Còn nếu không quý vị phí thì giờ vô ích. Nam mô Bổn Thầy Gia Kinh Quý vị nào muốn hỏi thì cứ hỏi, giơ tay anh hỏi. Tại bữa nay không có cái dân mà chuyên nghiệp đi làm thầy giả. Ở đây thấy có cái xin nhận từ là có khả năng để giúp được thì giúp. Để giúp mấy người phải bật đọc câu hỏi dùm. Còn nếu không thì quý vị cứ chat lên, chúng tôi sẽ nghe câu hỏi chúng tôi trả lời. Là và chúng tôi đọc cái đó, còn xin nếp niệm từ mà giúp được thì giúp cho rung nó có nề nếp chút. Nam mô Bổn Thầy Gia. Dạ, con xin kính đảnh lễ Bằng và Tam Bảo. Con xin kính đảnh lễ sư Chi Đức. Con xin kính đảnh lễ ngài Liễu Tông. Con trước khi có câu hỏi ấy, thì con có thấy có một vị đặt câu hỏi, con xin hỏi cho sư trả lời trước. Cái người thị giả Cô Si Gia hỏi là: kính bạch ngài, cho con hỏi một người khi mang bệnh gì thì không được xuất gia. Con xin hỏi câu hỏi đó cho gì đó, xin sư trả lời cho. Con xin xuống mic ạ. Nam mô Bổn Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hàng Giả Kính Thưa Chư Quý Vị. Thật sự ra đó, bệnh nó có hai loại. Một loại thì có thể là không được tu gì vĩnh viễn trong suốt cả đời. Một loại khác thì
sau khi chữa xong rồi vô tu, thì những cái bệnh mà liên quan tới sau khi chữa xong đi tu thì được hỏi trong cái lúc mà giờ vấn đáp đó, hỏi cô Thắng ngàn này kia em xong đó bốn năm loại gì đó, chúng tôi hỏi Phật tử chúng tôi không nhớ tiếng Việt gì đó. Thì sao ở nhà chữa xong rồi cái dù gã ngứa rồi này kia đó, vừa chữa xong rồi vô tu được. Còn nó có 11 cái loại, thí dụ như là điên hay bệnh này hai người nữa, nam nữa nữ này kia em xong nó 11 loại thì không được tu vĩnh viễn. Cái đó là cái trần luật ra đọc lúc nào cũng thấy rồi, cái đó là cái quan trọng nhất. Bởi vì cái người mà bị tàn tật rồi này kia em xong đó là trước khi tu mà tàn tật rồi thì tu cũng được, nhưng mà tu rồi đó té ngã gãy cẳng ngay tay hoặc tàn tật rồi sau đó thì có thể vẫn giữ được cái thần tướng cho không hay không thì nó tùy theo. Nhưng mà chắc chắn là bệnh nhẹ chữa được vô tu lại cũng có, mà bệnh nặng không được tu lại, không được tu từ đầu cũng có. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ sư Liễu Tông. Thưa sư, là con được nghe sư nói rất nhiều lần là phải có học mới hành được. Thì thật sự ra con cũng cố gắng lắm, nhưng mà con không biết con học ở đâu. Tại vì nghe pháp thì con nghe một ngày nhiều tiếng lắm, con lắng con nghe. Rồi con cũng bập bõm, con ráng con học cái vi diệu pháp. Thì con cũng nghe, con chỉ nghe rồi con đọc thôi. Thế rồi mấy năm nay thì con cũng mỗi lần mà sư Trí Dũng mà có về thiền đường Mây Từ, con cũng ráng tham dự các khóa tu của ngài. Là ngài cứ nói là ví dụ ngồi xong đầu tiên là quán tâm, thì đầu tiên là quan sát cái hơi thở của mình biết mình thở ra thở vào được khoảng 5-7 phút, sau khi mà cái tâm mình lắng xuống rồi đó thì đến mình quan sát cái tiếng động ở những, rồi đến cái mùi hương xung quanh, dần dần mở ra thêm quan sát cái xúc chạm của người mình, hay là xúc chạm của mí mắt, rồi xúc chạm của hơi thở vào cái mũi. Rồi quanh ngày vậy là có cái tâm mình nó có thể quan sát được hơi thở, âm thanh, rồi xúc chạm, mùi vị. Rồi nếu mà có suy nghĩ thì mình cũng quan sát là mình biết đang suy nghĩ, tại vì suy nghĩ nó là hoạt động của tâm. Thì con cũng cứ làm y như theo như vậy, thì con không biết là con học ở đâu thêm hay làm như nào được, thì xin sư chỉ cho con ạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư thông này, dạ kính thưa chư quý vị, cái cách nói đó là tưởng không người lái đó. Mình không thể làm như vậy được. Thường thường đó, nếu mà mình học một cách vắn tắt đó, thì mình coi những cái bài kinh nào quan trọng liên quan tới pháp hành đó, mình học rồi đi hỏi mấy cái gì mà có pháp học đàng hoàng, hỏi cái đó nghĩa như thế nào để biết, hoặc là chú giải ra mình học cho hiểu đó. Ví dụ như bây giờ mình nói gì đi, hỏi hành thế tứ niệm xứ, nội tâm sở niệm không á, niệm mà nó có bao nhiêu nghĩa đó, nó có bao nhiêu cái điều kiện để nó sanh khởi, nó này nọ trong rất nhiều chuyện vậy đó, để mình mới biết được. Hoặc những tâm sở khác mình còn biết cả cái nhân của nó, nhân để nó phát sanh nữa, tại sao mới biết? Tại vì tâm sở bị tị thì nó học gì pháp, bị tị nó phát sanh trong 8 tâm tham, và bị tị nó phát sanh trong tất cả những cái tâm thiện pháp tòa hỷ. Nếu mà không biết cái nhân gần của nó thì mình không biết cái đó nó nằm ở trên tâm tham hay là nằm ở dưới tâm thiện. Đó, tâm sở đó đó. Đó thì mình cứ hành tới sáng bây giờ nó vẫn lạc đường như thường. Nên cái chuyện phải học là chứ không thể nói là không học được, mà không phải tìm thầy đàng hoàng tâm sư học đạo đàng hoàng chứ, còn nay vô nghe này mai vô nghe chỗ nọ thôi chứ làm sao ấy được. Bởi vì những người đó người ta lâu lâu mình tới học với người ta thì người ta cũng chỉ giải thích cho mình thôi, chứ người ta sao ta bắt được cái những cái cá tánh, những cái điều kiện mà liên quan tới cái đời, nghe cái phương diện tâm lý của mình được, mà để ta cho cái đề mục cho nó thích hợp. Thành nói chuyện đó phải học thôi, còn không học là không đường nào tránh khỏi đó. Học là thường thường đó, quý vị mà đi qua bên Miến Điện, bên Thái Lan mà vô mình xin hành thiền, người ta cho
Tại đa số cái những cái vị thiền sư đó hiểu lầm người Việt của mình rất là nhiều. Tại chúng tôi đi nhiều nước, chúng tôi biết bên Miến Điện hay là bên Tích Lan hay bên Thái Lan có đích học đạo từ nhỏ rồi. Bắt đầu nó đi học tiểu học, nó đã bắt đầu nó học đạo rồi. Có những cái vị sư vô trong trường dạy vậy rồi. Rồi mỗi sáng ở trong làng, trong xã đều mở loa rồi nó thuyết pháp. Có những sư lên thuyết, ngày nào cũng có vậy đó. Nó nghe riết, nó hiểu những cái căn bản gì Phật pháp, là nó chừng cần họ đi tu lại vô tu được. Còn mình không được cái đó thì làm sao mình biết cái gì mà mình vô tu nào, mình vô cái biểu phòng xẹp thì cái phòng xẹp, cái phòng xẹp để thấy cái gì mình không biết, trong thì họ biết chứ không ai biết đó. Quý vị không tin hỏi một vài cái vị mà đi đi tu thiền với mấy vị siêu thiền sư mấy điện thái la sẽ biết. Nhiều khi vô học cả tuần lễ vậy đó, sau đi trình pháp họ mới biết, họ biết là mình không biết gì hết. Còn trong khi họ biết với cái căn bản đó, họ đã học từ nhỏ rồi, từ trong trường học rồi, học tiểu học, trung học, họ đều có những cái lớp Phật pháp ngắn ngắn hay những cái bài cái gì quan trọng trong đời sống hàng ngày thì họ dạy từ đó rồi. Mình đừng có bắt chước người ta, bởi vì mình không giống người ta, mình vô đó mình không có căn bản gì hết. Mà người ta cứ nghĩ mình ở bên đó chắc bên Phật giáo Việt Nam nổi tiếng 2000 năm Phật giáo chắc cũng học được những cái đó. Mình vô là mình chết thôi nha. Thành ra phải học để hiểu, là ví dụ giờ mình hoàn tứ trước phải hiểu bài kinh tứ thứ rất là vững dài rồi đó, mình mới tìm thầy sư tư thiện vô mình học, người ta mới giúp và đỡ được mình, chứ còn mình không biết gì hết sao giúp, thấy không đó. Rất nhiều cái trường hợp như vậy đó, không phải không, đó quý vị nên cẩn thận đó. Mời chánh tâm nha. Con kính đảnh lễ sư. Trước khi con hỏi câu hỏi thì con cũng có thấy một vị cư sĩ Kosiya viết cái câu hỏi này, con xin đọc cho sư giải thích và dùm. Kính bạch ngài, hiện tại con biết ở Thái Lan có một số trường phái họ bác bỏ việc học pháp, và Việt Nam một số sư cũng cho rằng diệu pháp không phải Phật ngôn. Mong ngài kiến giải cho chúng con ạ. Dạ, con xin sung mít ạ. Nam mô Bích Thầy, dạ kinh bạch chư tổ, dạ kinh thưa chư quý vị. Thật sự ra đó, tại vì trong một số cái trường ở bên đó chúng tôi biết, người đi học vô đó thì xin học, nghĩa là đa số là họ xin học những căn bản về diệu pháp trước khi hành thiền, thì họ đều từ chối đó. Thì có một số cái trường họ cho rằng cái đó không phải Phật ngôn, nào không có dạy. Ngay cái gì thiền sư mà học trò của ngài trên xa mà bây giờ đi qua bên Úc đó, không muốn nói vậy, không muốn nói gì đó. Nhưng mà quý vị nên nhớ đó, nếu quý vị gặp những cái trường hợp đó đó, ông thiền sư hay ông giảng sư nào mà nói câu đó đó, quý vị nên nói một câu thôi, xin ngài đi học về rồi ngài hãy phát ngôn như vậy. Chứ không phải lúc nào mình cũng muốn phát ngôn sao cũng được. Có bằng chứng đàng hoàng chứ không phải có bằng chứng. Tại vì lý do đó là mình dựa theo một số cái điều kiện của chú giải. Đó là đến hạ thứ bảy Đức Phật mới lên cung trời độ cho cái vị chư thiên là mẫu thân của Bồ Tát trước đó. Thành ra người ta cứ nghĩ là cái đó dạy đâu thì dạy cho ai chứ không có dạy cho mấy. Mà nói cái đó là rất là sai. Hỏi Đức Phật dạy diệu pháp lúc nào? Từ bài kinh đầu tiên Đức Phật đã dạy diệu pháp rồi. Nhưng mà người đó học trong trong nhiều đời nhiều kiếp, thành người ta nghe ta mới hiểu. Khi mà ngài hiểu rồi đó, ngài sẽ chỉ mới nói với ngài Sariputta đó, nói câu rất ngắn về thôi mà hãy tụng Pháp Hoa đó. Thì thường thường mình cứ dịch giảng pháp cho duyên sanh, không phải. Cái đó là nói ra là gì nào gì pháp, hiểu cái cậu dây tâm bài tâm bảo quan, nghĩa là khổ đế có nhân là tập đế, thấy thực tính pháp liền. Thì bây giờ đó ngài dạy gì pháp trong bài kinh đầu tiên, bài nào, bài tham ma chặt cặp bà quá ta na sụt đó, trong cái câu khổ đế ngài dạy cái gì, bình chụp ba tha nắc cảnh tha thúc thả, nó nói về cái sự ngã chấp trong ngũ quẩn dạy ở tầng kinh hay là ở tầng gì pháp. Nó thêm ngày cái đề cập tới đó, tức là nó đã có rồi.
Đã có từ đó rồi, chứ đâu phải ngày giải là một lần nguyên cái bộ di pháp cho mình nói lúc đó mới là ngày giải. Đối với cái người mà gặp Đức Phật, gặp chỗ nào ngài nói do đó, ngài nói nghe là vừa chế định pháp vừa thực tính pháp, đúng hay không? Mà bây giờ đó mình cứ dựa vào một số cái người mà người ta có cái idea đó rồi mình lập lê lập là câu hỏi quý vị coi chừng. Không khéo quý vị cộng cái nghiệp là nghiệp phỉ bán, là phỉ bán giáo pháp, tức là lời dạy Đức Phật, phỉ bán Phật ngôn. Quý vị không biết thì cứ đi học đi rồi biết có phải của ngài dạy hay không. Nha. Chứ đừng nghe lời rồi cái tìm nhiều đầu mình tin những cái chuyện đó không khéo. Là không có đường đi lên. Nam mô Bích Thầy á. Dạ, yeah, con kính tri ân ngài ạ. À, thưa ngài, con có câu hỏi cho con. À, thưa ngài, có người có sadhu cho ngài. Dạ, con hỏi ngài là lúc mà ngồi thiền đó ngài, có một số người ngồi thì giống như là trang nghiêm, ngồi rất là giống như tượng, như pho tượng Phật, ngồi rất là thẳng đứng. Còn có người thì ngồi lắc lư, có người thì trong sách có nói nếu mà ngồi mà nghiêng ngả hay lắc lư đó, thì thân nó tâm dao động, mà ngồi mà phải ngồi rất là cho nó cái tư thế nó là ngay và thẳng và vững chắc thì thân tâm nó định, nó dễ hơn. Để mình ngồi là mình phải ngồi giống như là thẳng và không có cái thân mình nó không có được nhích nhúc, phải không ngài? Và ngồi như thế nào là cho đúng, xin ngài giải thích cho con về vấn đề này. Con xin cảm ơn ngài. Nam mô Bồ Tát Gia Kinh Bạch Kê Tôn Hàng Giả, kính thưa chư quý vị. Nói ngồi thiền là nó đã thật rồi. Thiền là không có ngồi, đi đứng về đó. Đi đứng nằm ngồi là cái tư thế để cho cái tâm nó hoạt động. Thì cái hoạt động của cái tâm đó mới gọi là thiền. À, cái gì muốn ngồi cũng được, muốn đứng cũng được, muốn đi cũng được. Ăn thua cái điều kiện mà cái tâm quý vị đó có nhận được cái đối tượng mà quý vị quan sát đúng mức hay không. Cái đó mới là thiền. Thiền là công việc làm của tâm, chứ không phải việc làm của thân. Đó, cái tư thế của thân chỉ là cái điều kiện để cho tâm quan sát đối tượng mà thôi. Thành ra nói ngồi thiền là sai rồi. Đó. Còn cái chuyện nhích hay không nhích, cái chuyện không quan trọng. Quan trọng là cái tâm không. Đó. Cái Atabi Sambhachano Satima nó có biết đấy, cái sự nhúng nhích của tâm, cái sự dở hoạt động, cái dao động của tâm không? Biết thì vẫn là thiền, chứ làm sao là không là thiền được. Có nhiều người đường đi rất đạo quả, nói ta đi cái thân ta động thì ta không phải thiền. Có nhiều người ta đường nằm, ta cũng rất đạo quả vậy mà nói không phải thiền à. Đã nói rồi, công việc thiền là công việc làm của tâm, chứ không phải công việc làm của thân. Thành ra cái những cái ta, cái quan nghi lớn là đi đứng nằm ngồi, rồi có những cái quan nghi nhỏ đó đưa tay ra kéo tay vô nhúng nhích gì đó là điều kiện để cái tâm nó dựa vào đó nó nhận dạng một số cái điều kiện về đối tượng xuất hiện trong cái lộ trình tâm đó thôi. Cái đó mới là cái quan trọng, chứ không phải là phải ngồi mới quan trọng. Ngồi ăn thắng yên không nhúng nhích không quan trọng, nói cái đó là nó không có đúng. Tức là người đó, người nào nói vậy là không biết thiền là gì đó. Thiền là công việc làm của tâm. Quý vị có nhúc nhích, quý vị có đi lên đi xuống cái gì đó không quan trọng. Quan trọng là Atabi Sambhachano Satima, ba cái pháp đó, nó có bắt được đối tượng một cách rõ ràng vững chắc và có thể quan sát cái đối tượng đó một cách trong chi tiết hay không mà thôi. Nên nhớ cái chuyện đó. Nam mô Bích Thầy ạ. À, con kính tri ân ngài. Chị Nguyễn Trang à, chị có thể làm MC không chị Nguyễn Trang cho Chánh Tâm biết tín hiệu à? Tại vì hôm nay cô Nhật Quỳnh không có trong đây, chị Nguyễn Trang làm MC cho hôm nay ha. Chánh Tâm đi xuống, Chánh Tâm nhận mic lại cho chị nha. Nam mô Bích Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Dạ con Nguyên Trang, dạ trước hết con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ ngài Liễu Tông, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con không biết mọi người có nghe âm thanh của con rõ không ạ? Bạn con đang ở ngoài đường để con chạy vô nhé. Dạ. Dạ con cảm ơn đạo tràng ạ. Dạ
Dạ, sau đây con kính mời quý cô chú đạo hữu có những câu hỏi gì có thể chat chat trên màn hình hay là có thể rồi. Dạ, con kính mời những câu hỏi ạ. Dạ, Nguyên Trang kính mời huynh ạ. Dạ, con xin xuống mic ạ. Dạ, sa đu chị Nguyên Trang. À, thưa, con kính đánh lễ sư và sư cho con có một câu hỏi nữa sư. Là trong cái 12 nhân duyên á sư, là vô minh duyên hành, hành duyên thức. Nhưng mà con có nghe nói là, con không hiểu là giữa hành duyên thức thì con có nói là kiết sanh thức. Con không hiểu cái từ, cái nghĩa là kiết sanh thức là vô minh duyên hành, hành duyên thức, mà có cái nói là kiết sanh thức, có phải là cũng giống như là hành duyên thức không sư? Để xin sư giải thích cái từ kiết sanh thức cho con. Dạ, con xin xuống mít này, con cảm ơn sư ạ. Nam mô Bố Thầy, gia kính bạch chư tôn về nhà, kính thưa chư vị, kiết sanh thức từ tính nhân 18 quy định 19 cho tâm tái tục. Thành ra khi quý vị muốn học điều gì, duyên khởi duyên hệ, quý vị phải học hết cái tấn pháp tập điều luận mới thấy cái đó được. Vô minh duyên hành, duyên hành là gì? Hành là tâm sở tư. Tâm sở tư khi nó cái hành ở tâm sở tư, tức là nó ở trong tấn pháp nó khác, mà trong thiền pháp nó khác, không, nó không có giống. Thành ra nó mới có những cái chuyện khác nhau vậy. Nếu mà cái hành mà ở trong cái 12 tâm bất thiện thì nó đưa tới một quả, một cái nhân, cái một cái kiết sinh thức mà thôi, tức đưa đi bốn đường ác đạo. Còn nếu nó ở dục giới với sắc giới đó thì nó duyên cho trong 18 cái tâm thiện và tại về 5 cái tâm thiện sắc giới. Còn nếu mà nó ở trên cao nữa thì nó duyên cho bốn cái tâm vô sắc, đó vô minh duyên hành là vậy. Rồi hành duyên thức là vậy đó, thức là những cái tâm đó mà thôi. Thì trong những cái tâm mà nó duyên cho thì có những cái quả là lúc thời thái tục, tức là sanh mấy cái tâm mà đi làm cái nhiệm vụ tục sinh đó, thời bình nhật. Đó, thì nó duyên nghiệp. Thành ra quý vị học thì tại sao quý vị phải hiểu về gì về pháp? Thành ra quý vị mới học duyên hệ hay duyên khởi được. Tại vì quý vị nói cái hành đó, tức là tâm sở tư, nó hoạt động trong hết tất cả các tâm, nhưng mà nó ở trong cái tâm nào thì gọi là nghiệp, mà nó ở trong cái tâm nào thì gọi là quả của cái nghiệp đó. Thành ra quý vị phải hiểu cái chuyện đó. Chứ còn không thì nó vô động từ sáng đến chiều, vô minh duyên hành này, nhưng tới duyên sắc là gì, đọc hoài quý vị không hiểu gì đâu. Nó thật sự vậy đó. Học rồi tìm ra cái chi pháp nó nằm chỗ nào thì biết cái nhân quả nó nằm chỗ nào, cái nhân mình tạo chỗ đó thì cái quả nó sanh ở đâu đó. Mà khi mà nó tạo cái quả đó, quả thời tục sinh nó khác, quả thời bình nhật khác, quả thời tử nó khác, nó rất là nhiều chuyện nhiều khê trong đó. Thành ra phải học trước rồi mới học tới cái duyên hệ được. Còn nếu mà không học cho rõ ràng tâm sở sắc thì không học duyên hệ được đâu. Nó mới có thời gian. Dạ, con kính tri ân sư ạ. Bà con xin xuống mít nhường mít là cho Nguyên Trang. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, dạ con kính đảnh lễ quý sư và dạ, kính chào đạo trang. Dạ sa thú. Dạ kính cảm ơn huynh Chánh Tâm đã đặt câu hỏi ạ. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng ạ. Cùng tham gia đặt câu hỏi. Dạ quý cô chú có thể chat trên màn hình. Dạ con thấy câu hỏi của cô Xí Giá. Dạ con xin đọc ạ. Kính bạch ngài, có phải tu chỉ trước mới đến quán hay không? Bắt buộc vì trong kinh bảy trạm xe thì theo tuần tự tịnh giới, tịnh tâm, tịnh kiến
Dạ, con kính dâng mít lại cho Ngài ạ. Dạ, không biết câu hỏi đến đây là hết đúng không ạ? Dạ, con kính dâng mít lại cho Ngài để Ngài có thể giảng dạy câu hỏi. Con xin xuống mít ạ. Kính cảm ơn Đạo Hữu đã đặt câu hỏi. Nam mô Bổn Thầy, gia kính bạch chư tổ hiền, gia kính thưa chư quý vị. Không có chỗ nào nó phải tu trì trước hay tu quán trước cả. Là một phạm thiên hết phước rớt xuống. Quý vị có muốn tu thì chỉ, muốn thiền quán cũng không được, chỉ tu thì chỉ chứ mà thôi. Tu khi nào tới đắc là tính sao, đắc thiền là tính sao. Cũng bao nhiêu kiếp mà quý vị đi theo thầy, quý vị cứ học thiền về tứ niệm xứ thì kiếp này có tu chỉ cũng không tu được. Bởi vì cái tiền nghiệp, cái tiền duyên của mình, cái duyên của mình đó, nó liên quan tới tuệ không hành, làm sao hành tu thiền chỉ được. Thành ra cái đó là không thể nói cái tu cái này trước hay tu cái kia trước, nói cái đó nó không mấy, tùy theo cái điều kiện của cái người mà hạ thủ công phu đó thôi. Nhưng mà cái người đó đó tới gặp thầy sư ông dạy cho cái gì đó là thử rồi, ông thầy sư ông vừa vào đó ông đoán ông mới biết, ông biết cái này nên cho họ tu chỉ trước hay tu quán trước. Chứ còn khi không chưa ai biết được đó. Ví dụ như cái cho cái đề mục nào đây nữa, nếu cái người từ trên cung trời phạm thiên mà hết phước rớt xuống cái bịch đó thì cách mấy thì nó cũng định hết á, vô định được. Thì có muốn học quán cũng không có quán được, hoặc ngược lại thì chứ đâu dạy làm cái này phải học chỉ, phải quán cái này đáp đắc thiền là tính sao. Người đó mà tiền nghiệp họ là họ hành thiền minh sát rồi đó, thì bây giờ có quánh ba búa rồi, họ cũng không làm được. Anh em quý vị nó nhớ chuyện đó, nằm một cái thời á. Nam mô Bổn Thầy giá. Dạ, con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con đã thấy đạo hữu cô xí giá. Dạ, sa thú ạ. Dạ, kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Dạ, sau đây con kính mời đạo tràng ạ. Con kính mời đạo tràng đặt câu hỏi ạ. Có thể giơ tay hỏi trực tiếp với ngài hay có thể chat trên màn hình và con sẽ đọc câu hỏi. Dạ, sa thú xích niệm từ, dạ Nguyên Trang kính gửi mít lại cho xích ạ. Dạ, con xin xuống mít ạ. Dạ, cảm ơn Nguyên Trang. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy giá, Nam Mô Tham Ma giá, Nam Mô Sang Kha giá. Con kính đảnh lễ sư Địa Tông, con kính đảnh lễ sư Trí Đức và dạ, con kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Thượng Vũ và cảm ơn Quang Nguyệt đã cho biết âm thanh rõ. Dạ, bạch ngài, con không hiểu hay chữ là ý thức giới là cách để mình giữ gìn giới trong ý thức không, và con hiểu gì không biết phải có đúng hay không ngài. Nếu đúng thì con xin ngài giảng cho chúng con hiểu làm sao để mình có thể tác ý và mình giữ được cái giới trong cái ý thức giới đó thầy sư. Dạ, con xin dâng bích lại cho ngài và mong ngài giảng giải dùm cho chúng con hiểu ạ. Nam mô Bổn Thầy giá. Nam mô Bổn Thầy giá, kính bạch chư tổ hiền, giả kính thưa chư quý vị. Nói cho đó thì nó không có liên hệ gì nhau đó. Cái việc giới về mấy cái danh từ gì rồi nó không có liên hệ với nhau đó. Tại vì mấy danh hệ, mấy cái danh từ tại sao nó không liên hệ? Bởi vì mình giữ giới đó, tức là cái chữ giới trong đó nó khác, cái chữ xí lá đó nó khác. Còn cái chữ ý giới, ý thức giới đó là cái chữ giới đó là tha tụ. Hai cái nó khác, bởi liên nó khác nhau rồi. Thì nó không có liên hệ với nhau là vậy. Nghĩa là mình giữ giới là chuyện của mình. Còn cái mấy cái pháp kia nó làm theo nhiệm vụ của nó thì nó có cái chữ khác, chữ Bali khác. Nhưng mà tiếng Việt mình dịch ra thường là dịch nhiều khi nhiều chữ Bali cũng dịch ra một chữ nó trùng vậy là rất là khó, là phải tìm cái gốc của nó để biết nó là cái gì. Thành ra mình nhớ cái chữ đó nó có nhiều nghĩa. Còn mình muốn giữ giới rồi thì mình nên nhớ là cái tắc mà giữ giới của mình đó thì luôn luôn mình phải có, phải giữ. Nếu mình không giữ, chúng ta nói hoài đó là mình xin giới rồi chưa chắc mình đã giữ giới, mà mình giữ, đang giữ giới chưa chắc là người có giới. Mình nhớ chuyện đó. Tại vì khi mình xin giới đó, cái chữ xin giới là con xin con giữ điều học là cố ý tránh xa sự sắc sanh. Cái chữ cố ý tránh xa sanh tức là quý ti che ta xịt.
ánh xa chỉ sạch xanh. Mà khi nào mình trong đầu mình không có cái chờ, không có cái tác ý mà tránh xa đó, thì lúc đó mình không có giữ giới. Bởi vì cái giữ giới là do tác ý đó mà. Thành ra quý vị đọc năm cái câu mà giới ngũ giới thường quý vị ấy, quý vị biết là con xin con giữ điều học là cố ý tránh xa chỉ sức sanh, con xin con giữ điều học là cố ý tránh xa chỉ trộm cắp, phải không? Cố ý tránh xa tức là cái tác ý đó là tác ý là để đừng có làm cái điều gì hại tới cái giới mình đã sinh. Cái đó giới, cái đó là một cái sự ngăn ngừa để không làm cái điều gì đó. Còn cái chữ giới trong ý thức giới, cái đó là bản chất. Chữ tha tụ cho nó nghĩa là bản chất, nó khác nhau. Thành ra tập cái nào tập cái lần lần là lên nó mới cao biết. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Dạ, Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Kính tri ân sư, con kính tri ân ngài. Dạ, bây giờ con có một câu hỏi kế tiếp. Dạ. Bạch ngài, như vậy thì theo như ngài nói thì trong vi diệu pháp, trong tất cả những bài kinh nhỏ đó là Đức Phật cũng có giảng vi diệu pháp trong đó, và tùy theo đoạn mà mình học để mình hiểu là Đức Phật dùng vi diệu pháp trong đoạn nào, thì rồi sau cùng thì Đức Phật mới gom lại là lên giảng cho lên giảng cho mẹ ngài, thì lúc đó là ngài gom lại tất cả những cái diệu pháp lại trong một bài học, như vậy có phải có đúng không vậy thưa ngài? Dạ, con xin dâng bích lại cho ngài. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, kính bạch chư thông, dạ kính thưa chư vị, khi ngài lên đó là giảng cho thiên đó, nói hằng hà xa số, còn cái ngày gì giảng cho mình thấy này nghe đó, có chút xíu à, cái một gái một trời một dứt. Quý vị nghe cái ngày mà giỏi nhất gì ở Miến Điện là ngày giỏi về Bạch Thả Ná đó, tức là bộ vị trí tức là Dương Hệ đó. Ngài nói nội cái phẩm mà Bạch Thả Ná không á, nghĩa là cái phẩm cuối cùng của bộ vị pháp đó. Nếu tính ra nó cỡ nào thì mình cứ tính về đi, tại trong đó có những cái câu hỏi hỏi đáp vậy đó. Thì ngài nói một người mà có một ngày có thể tụng 10.000 câu hỏi vậy đó, thì người đó phải có cái tuổi thọ là 100.000 năm mới đọc hết cái quyển đó. Tôi sẽ giảng cho chư thiên nó dày cỡ đó. Thì quý vị biết nó như thế nào, sao cái chuyện mà ngài giảng lên cung trời và cái chuyện ở dưới này đó không có sự so sánh, đâu có thể so sánh được đó. Cái lên trời nó nhiều vậy đó, còn cái dưới này nó ít lắm. Tại chư thiên có thể nó nghe rất là di tế, cái lời nghe ra mỗi Đức Phật thì nói nhanh, nghĩa là mình nói một câu một chữ Đức Phật nói được 28 chữ lên cung trời, nên nó có nhiều cái là mình không thể bất khả tư nghị, mình thể tương tự được đâu, khác nhau rất là xa, chứ không có gì không phải dễ như mình nghĩ. Nhưng mà tại sao ngài giảng ở dưới này đó, tại dưới này mình sống với chế định nhiều, thành ra khi ngài giảng một câu nó vừa có chế định, nó vừa có thực tính pháp. Chúng ta nói hoài là quý để một cái câu thì nó vừa có thực tính pháp, vừa có chế định pháp, mà nó vừa có cả hai. Thí dụ như quý vị nói là tôi ngửi mùi hương đó, thì chữ tôi đó nó là chế định pháp chứ không phải là thực tính pháp. Nhưng mà ngửi là thực tính pháp, tại sao gọi thực tính pháp? Bởi vì ngửi ngửi gì? Ngửi tức là cái sự xúc của cái mùi ngoài đó, nó vô sắc thần kinh lỗ mũi. Mà chữ qua nó là chế định pháp chứ không phải là thực tính pháp. Thành ra dưới này mình nói sẽ lập vậy đó. Câu nào nó cũng sẽ lập giữa chế định pháp và thực tính pháp. Có nhiều câu mà nói dài nhưng mà không có chế thực tính pháp. Có nhiều câu mà nói rất ngắn nhưng mà nó phải lập đi lập lại từ giữa thực tính pháp và chế định pháp. Đó. Thành ra khi mà mình thường thường đó, mình vô trong trường thiền, tại sao nó cấm mình nói? Thì vậy đó, bởi vì mình dùng cái thực tính pháp ít lắm, chế định pháp nhiều,
là khi mình vô mình đã mở miệng thì nói hoài nói hoài, những cái gì mà đáng ghi nhận mình ghi nhận không được đó. Chứ không có gì đó, để muốn cho cái tâm mình khi nó quan sát cái đối tượng là cái chánh pháp là nó quan sát liên tục được. Mà quan sát liên tục đó, nó không có nói, cái tâm nó cũng không có thắc mắc được, mà nó cũng không có dao động được, bởi dao động là nó đứt khúc liền. Chứ không có nó, mình không thể còn để mà quan sát được, nhớ vậy đó. Thành ra thường vô là ngồi im là vậy đó. Rồi người ta biết người ta tưởng ngồi im vậy là ngồi thiền, không phải. Ngồi im với thiền hai cái nó khác nhau hoàn toàn. Ngồi chỉ là cái điều kiện để cho cái tâm nó làm việc mà thôi. Mình nhớ chuyện đó. Mình nhớ chuyện thiền là cái việc làm của tâm. Nhưng mà tâm nó phải dựa vào một số điều kiện lớn và một số điều kiện nhỏ. Đó. Thành ra quý vị, bất cứ quý vị đi học cái gì, quý vị cũng nên học gì pháp để mới có thể đưa tới pháp hành được. Còn quý vị không học gì pháp không đưa tới pháp hành. Ví dụ như cái chuyện dễ nhất là phòng xẹp á. Thì quý vị đem phòng xẹp, tại vì quý vị không học đâu, quý vị niệm hoài nó cũng vậy thôi, không có kết quả. Đó. Thành ra nhưng mà khi mà quý vị vô quý vị hỏi thầy sư, chúng tôi hỏi thầy sư đàng hoàng, nó bây giờ cái niệm phòng xẹp rồi, cái kết quả của cái sự niệm đó là thấy cái gì? Thì cái ngày đó ngài chỉ nói một câu rất ngắn là chỉ tà chá qua vô tha tụ. Đó, tức là mình nhìn cái phòng xẹp để mình thấy cái phòng chuyện đây là chuyện gì, tức là chịt tài trá qua vô tha tụ, tức là sự chuyển động chất gió phát sanh từ tâm. Đó, thấy không, sự chuyển động gió phát sanh từ tâm, tức là cái đó là thực tính pháp, mà mình có niệm dài niệm ngắn cái điều đó thì cũng chỉ thấy thôi, nhiêu đó mà thôi. Bởi vì khi mà thấy được cái chất gió phát sanh từ cái đất ở ngoài, cái chuyển động của chất đất phát sinh do gió đó, thì cái thực tính pháp đó nó mới có sự sanh diệt, tức là có sanh có diệt. Chứ còn nếu mình quan sát không đúng cách thì không bao giờ thấy sanh diệt được hết. Mình nhớ chuyện đó, anh là tập mà học đấy rồi có thể dùng cái đó rồi kéo những cái bài học của mình ra tạo thành đối tượng của pháp hành được, chứ không phải là mình học nói là không cần học cái đó. Không học cái đó làm sao mình thấy được kinh pháp, mà không thấy được kinh pháp thì không thể thấy sanh diệt được, mà không thấy sanh diệt được thì đi đâu. Nam mô Bụt Thầy á. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ con đã thấy xích niệm từ, con kính tri ân ngài. Dạ, kính cảm ơn xích niệm từ đã đặt câu hỏi ạ. À. Sa thú. À, kính tri ân ngài đã giảng dạy câu hỏi của xích niệm từ. Con nghe con rất là hoan hỷ ạ. À. Dạ, sau đây con xin đọc câu hỏi của đạo hữu cô xí giá. Kính bạch ngài, cho con hỏi, có phải phàm phu chưa đắc quả thì hầu như ai cũng run sợ trước khi cái chết kề. Vậy mình cần chuẩn bị gì cho việc cận tử nếu mình tu hành chưa đến đâu ạ? À. Dạ kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Dạ con kính dâng mic lại cho ngài ạ. À. Dạ con xin xuống mic ạ. À. Nam mô Bụt Thầy. Dạ kính bạch chư tôn. Dạ kính thưa chủ vị. Thầy mình không học, mình không chuẩn bị để mình run sợ, nhưng mà thật run sợ là cái gì? Nếu mình sợ cái chết mà mình không chết thì nên sợ. Mà nếu mình sợ nó cùng mình cũng chết thì sợ làm gì cho nó tốn thời giờ vậy, phải không? Thì trong Đức Phật dạy trong một số cái niệm mà niệm về sự chết, niệm về thể trược còn này kia, mình niệm cái đó thì nếu mà làm đầy đủ mà nó có nó tới cái nó đủ năng lực thì nó đâu còn cái chết nữa. Bởi vì mình niệm về sự chết mình biết chết nó bình thường thôi. Mình niệm về thể trược thì cái thân này thì trước sau nó cũng hoại thôi. Có những cái mình đang làm mình không làm, mấy cái đó đều có giải thích trong Thanh Tịnh Đạo đó. Vì ráng chịu khó là sách học chứ còn đó, có nhiều cái chuyện mà mình không có chịu học để hành trước rồi tới chừng tới nơi rồi lúc đó mới ấy thấy Diêm Vương mất mắt, cái là hỏi tên gì cũng không biết thì là mà ấy được, thấy không? Diêm Vương có mắt thì cũng ngồi cười niệm ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng thì mình đọc cho lớn lên, hoặc là đọc
Nguyện thăm ma sẵn anh đi cụ sẽ la thăm ma cụ sẽ la thăm ma bảo đảm quý vị là duyên duyên phải đứng chắp tay để nghe bởi vì đó là Phật ngôn. Chứ còn mình sợ sợ thì ông lại ông kéo mình đi cho nhanh gì đâu. Nam mô Bổn Thầy giá. Nam mô Bổn Thầy giá. Dạ con kính đảnh lễ quý sư quý cô tu nữ và kính chào toàn thể đạo tràng. Con đã đạo dạ con đã thấy đạo hữu cô xí giá. Dạ con kính tri ân ngài. Dạ kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng ạ. Dạ con kính chào cô Nhật Quỳnh vừa đến với đạo tràng. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng tiếp tục tham gia đặt câu hỏi ạ. Dạ quý cô chú có thể giơ tay hỏi trực tiếp với ngài ạ. Hay có thể là chat trên màn hình và con sẽ đọc câu hỏi. Dạ, quý cô chú đừng có ngại, những câu hỏi của quý cô chú sẽ làm bài học chung cho đạo tràng ạ. À. Dạ, con kính mời. Cô Nhật cô Quỳnh ơi, có câu hỏi không cô? Để con coi coi có. Nguyên Trang kính mời bàn tay của Xích Hà. Dạ, con xin xuống mic ạ. À. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Thầm Mà giá, Nam mô Sang Kha giá. Dạ con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ ngài Lưu Tông, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni và con kính chào đạo tràng. Dạ thưa ngài, con đang học về cái lộ trình tâm, thì trong lộ trình tâm cái động lực 1 và 7 á, thì một thì nó cho quả hiện báo nghiệp, còn cái 7 thì là sanh báo nghiệp là. Và cái động lực mà 2 và 4 thì ở hậu hậu báo nghiệp. Thì con có thắc mắc như vậy. Tại vì con thấy một cái sát na nháy mắt của mình thì triệu triệu. Một cái việc làm mà nháy chỉ nháy mắt thôi, cả triệu triệu lộ trình nó diễn tiến. Thì có khi con học thì thấy là có những cái... động lực nó không cho quả tại vì nó vô hiệu nghiệp, nhưng mà con nếu mà theo con nghĩ một cái nháy mắt mà nó cả triệu triệu cái lộ trình sinh diệt thì một cái động lực này nó không cho thì cái động lực kia nó cũng cho, thì vậy thì hình như cái quả nghiệp báo nó không thể nào không tránh khỏi phân thương ngài, vì nếu nó không cho ở cái lộ này thì nó cũng cho ở những cái lộ kia. Thì con hiểu như vậy không biết có đúng vậy, con xin trao mic cho ngài có thể giảng dạy cho con hiểu rõ hơn. Nam mô Bụt Thầy giá, kính bạch Tiết Độ mẹ giả, kính thưa cho quý vị. Tại vì mới học có chút xíu rồi mới thấy vậy thôi chứ. Cái nó cho quả là nó cho bốn năm cách. Ví dụ như là quả làm chướng nghiệp rồi thời họ trì nghiệp rồi này kia. Nó không cho quả trực tiếp thì nó cũng thể quả gián tiếp chứ làm sao không cho quả được. Vì nó nhớ nó theo cho tới chờ cho chúng tôi uống nước chung hậu quá. Nam mô Bụt Thầy giá. Thật sự nó không cho quả kiểu này, nó không cho quả kiểu khác chứ nó. Nói cái chuyện niệm, nó hết thời hạn cho quả của nó thì nó thôi chứ còn. Nhưng mà chỉ có động lực thứ nhất và động lực thứ bảy thì nó mới có thời hạn hết, hết thì không cho quả. Nên là thành nhiều hương nghiệp. Nhưng mà từ động lực 2 đến 5 thì nó cho quả cho tới không thể đếm được. Quý vị biết là thời gian rất lâu, từng ngày mà một khi la ná và ngày cứ làm cái chuyện mà không đúng với bố mẹ đó, đi địa ngục cao bao giờ lên xuống trọ lên đầu xuống vài cái kiếp, tới kiếp cuối cùng có thần thông gì nó dẫn theo nó giật như thường, thì quý vị phải biết anh ra khi làm thấy cái gì mà thống nhất ngưng được thì ngưng, chứ còn mình làm thì đừng bao giờ nghĩ tới cái chuyện mà nó
nó đã thành vô thường nghiệp không có đâu, không bây giờ. Và nó cho quả thì không kiếp lắm. Trong kinh điển thì có nhiều ví dụ mà quý vị coi xong là quý vị rất là cẩn thận luôn á. Dù học trong ngày xã đi của tạo vậy, cái vị gọi là lô 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 cạch xà thì xà thấy đáng, chỉ làm lỗi với cái bậc A Lán thôi mà đã đi địa ngục rồi, nhưng mà kiếp nào sanh làm người hay làm thú đều đói hết á, tới kiếp cuối cùng là bậc A Lán đó vẫn đói như thường, chỉ no được có bữa cơm cuối cùng mà thôi, no chờ ăn được bữa cơm cuối cùng là niết bàn luôn. Chưa biết nó khủng khiếp vậy, nó không có, nó mình định tử người nó thùi đâu, nó cho quả thì nhận dĩ nhiên, nhưng quên chuyện mình nước mắt cái dẫn đổ như được đó. Thành ra những cái chuyện gì mà thấy nó là ác pháp thì không nên dúng dính vô, mà thường thường mình dính nhiều chuyện chứ không phải dính chuyện. Thì tới giờ người ta chửi mình, mình giận mình không nói ra lời, nhưng đầu óc mình cứ nghĩ tới nghĩ lui cái chuyện vậy, cho nó chửi mình sân hận, là mình cứ gieo rắc cái nghiệp mới của mình hoài, là mình không biết cái đó là cái xấu. À, khi người ta mình làm được việc tốt thì mình nên suy nghĩ đi nghĩ lại việc tốt đó, nhưng lỡ việc xấu hoặc người ta làm thì mình bất bình, đừng bao giờ nghĩ tới, bởi vì mình nghĩ tới là mình gieo nghiệp xấu mới, không có gì đó. Mà thường thường chúng ta thì không làm được cái đó. Cái thứ hai đó, cái gieo nghiệp xấu mình gieo hàng ngày mà mình không biết, mình thỏa thích với nghiệp xấu, cái việc làm xấu người khác, mình đã gieo nghiệp xấu rồi. Cái gì đi ngang chợ thấy người ta chửi, nhờ đứng khen cô này chửi hay, cô kia chửi dở gì cũng, tức là mình đã dính mắc vào nghiệp của người ta. Nhưng mà nó phát sinh trong cái đầu của mình, tức là gieo nghiệp mới. Cái chuyện đó không thôi, đáng lẽ là phải bỏ đi nhanh chứ, tại sao phải đứng lại nghe ha? Mà cái đó mình không có biết. Mà con người mình á, nếu gì nào gì quá ta thấy á, có 12 tâm bất thiện, mà trong khi có 8 tâm đại thiện trong đời sống hàng ngày á. Nhưng mà 8 tâm đại thiện á, thật sự ra nó phát sinh quý vị thứ 4 thôi. Thứ 4 đại thiện ly trí đó, chứ đừng có nói được về học trí. Thành ra tới chừng mình lãnh quả cũng vậy. Lãnh quả thì trong đời sống nào cũng vậy. Cái sự bất bình, cái sự thất vọng nó nhiều hơn cái mà được thỏa mãn cái điều mình mong ước. Thành ra mình nên tập bỏ những cái gì mà đáng bỏ, không nghe cái gì mà không nghe chứ còn không, rất là nguy hiểm. Những cái lộ trình tâm nó một cái búng tay, tâm sinh về 1.000 tỷ lần thì quý vị thấy nó khủng khiếp thế nào. Quý vị cứ vẽ thử là tính có bao nhiêu lộ trình tâm thì nó có khả năng nó cho quả nhiều đó, mình cũng bắt đầu rồi. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, sa thú con trinh kiên ngài. Dạ thưa ngài, ngài vừa nói về cái tâm đại thiện hợp trí thì phàm phu hình như khó có cái tâm đó, thì do nguyên nhân gì thưa ngài? Tại sao lại phàm phu lại có khó có cái được 4 cái tâm đại thiện hợp trí ạ? Con xin trao mic cho ngài. Nam mô Bụt Thầy giá kinh bạch chế tổ ngài giả kính thưa chư vị. Thì quý vị cứ coi cái tâm thở tư tệ nó phát sinh, nó biết bao nhiêu chuyện. Thì bình thường mày có lại những chuyện đó hay không thôi, gì đâu. Ví dụ nghe cả mình ngồi, mình ông thiền sư cho mình cái đề mục để mình ngồi mình quán cái đề mục đó không, rồi là đầu tiên cũng là vậy đó, lý trí cho em sẽ hợp trí rồi, cho tới khi nào nó tới cái nào đó, cái năng lực của niệm với định lực của định của tờ của tinh tấn đồ này kia, nó có năng lực thì nó mới kéo qua cái ông kia tới cái ông trí tuệ vô được chứ. Còn cái mình khi ông quán cho nó chưa có đủ năng lực thì cái ông trí tuệ ông ngồi cười cười ngoài chứ, xin mấy ông vô ông giúp mình, thấy không? Nó phải có điều kiện chứ đâu phải dễ đâu, thấy không? Hằng ngày mình
Mình đi bố thí cũng vậy, mình có làm gì đâu. Thấy không? Ngồi chờ thấy ông sư tới hay là thấy ai cần cái gì đi cho thôi, chứ có bao giờ quán tới cái công việc làm của mình không. Đó. Mà khi mà không quán rồi đó, nhiều khi có gì trục trặc chút là tối về suy nghĩ là cái hết buồn tới tức cơ mà. Thấy không? Thì không sao mà trí tuệ đâu có tranh được. Trí tuệ ra là mình phải vừa dập một phần của pháp học. Ví dụ như mình học cái đó mình có bao nhiêu chi bố thí thì được quả như thế nào nào đó. Thành ra khi mình trước khi bố thí mình phải dùng cái định lực của định mình để mình làm cho cái tâm mình nó thanh tịnh, để quán lại những cái điều mà trong pháp học đề cập tới trước khi mình làm cái việc đó. Thì cái đó mới giúp cho mình những cái lần sau có trí tuệ được. Chứ còn mình làm theo thói quen, hay có đồ sẵn thấy cho được là cho thôi, không cần biết như thế nào. Mà khi cho rồi nghe cái gì trục trặc cái lợn ngồi từ thang trời thái đất thì làm sao mình trí tuệ nó phát sanh được, phải không? Nam mô Bổn Thầy giác. Dạ, Nam mô Bổn Thầy giác. Dạ, con kính tri ân ngài. Dạ, ngài cho con hỏi thêm một câu sẵn là nói về cái vấn đề nghiệp quả đó thưa ngài. Con đọc trong kinh con có thấy cái bà hoàng hậu Malika đó, suốt đời bà là một người tín nữ thuần thục trong thời Đức Phật thưa ngài, nhưng mà trong cái lúc cận tử nghiệp đó, do một cái sự hối tiếc hối hận vì đã nói dối với lại vị vua mà bà phải đọa địa ngục đến 7 ngày, thì con không hiểu là tại sao với một cái phước báo của bà làm thật là vô vàn như vậy mà vẫn phải đọa địa ngục chỉ vì một cái sự hối hận mà cái lỗi nhỏ như vậy thôi thưa ngài, tại sao lại phải đọa địa ngục, thì con cũng hơi có cái thắc mắc đó. Dạ, ngài có thể giảng dạy cho con rõ thêm phần này. Dạ, con kính tri ân ngài. Quý Nam Mô Bổn Thầy và kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Bởi vì học trong cái hình như tăng chi thì vậy. Chương năm pháp mình có đề cập rõ ràng ngũ giới bất trị thì nhân thiên lậu triệt. Cái khi mà mình nó bả nó lá ông vọng, tức là bả đã phạm cái ngũ giới rồi. Nào, nó không phải dễ như mình tưởng đâu, chuyện đó chuyện nhỏ, không phải. Ngũ giới không đồng sạch rất là nguy hiểm. Đó. Thành ra khi mình nhớ tới cái đó là tích tắc vô đó thôi. Tích tắc vậy là tâm tử nó phát sanh, nó phải đi theo cái đó nha. Đó. Bởi vì bà ta đã phạm ngũ giới, bà giàu rằng bà là phước nhiều thiệt, nhưng bà ta vẫn còn là phạm nhân. Mà khi phạm nhân mà giới không trong sạch, giàu rằng mình nó một giới chứ. Quý vị có nghĩ là bao nhiêu sanh là trong một là bao lộ trên tâm thì ngũ giới bất trì mới đi xuống thôi, chứ có được nào tách tàn đại đất. Nhưng mà phước nhiều quá nó dẫn theo, nó kéo qua lên kịp mà có 7 ngày là tức là xuống dưới đó có mấy giây thôi. Chứ còn mình dài hạn rồi, bởi vậy thành ra chuyện nhỏ con nên làm vậy là cố gắng giữ cho không sạch chuyện cầu cầu nó chuyện rất là nguy hiểm. Trước mặt mình bây giờ cũng có 4 tòa lâu đài mà mình đã từng đi qua rồi, 4 tòa luôn. Anh là quý vị nên cẩn thận, chuyện nhỏ cũng là chuyện lớn, nhưng phải không, là một thầy giác. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy giá, con kính tri ân ngài. Vậy thì thật sự giờ con hiểu cái phàm phu khi bị đọa thì rất là dễ cái cơ sức mà để có thể tái sanh làm người, mà nhất là làm người tam nhân thì phải có đầy đủ vô tham vô sân vô si, và cái điều kiện đó thật là khó khi đối với người phàm phu. Dạ, con xin trao mic lại cho vị kế tiếp. Nam Mô Bổn Thầy giá. Dạ, con kính đảnh lễ quý sư, kính chào quý cô tu nữ và kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, sa thú Xích Hà đã đặt câu hỏi ạ. À. À, dạ con,
Cô Nhật Quỳnh làm ơn post cái câu hỏi của đạo hữu cô Xí Giá thì phải. Dạ con bị lại con rớt mạng. Dạ cảm ơn ạ. Dạ cảm ơn Xích Tâm Hạnh. Dạ con xin đọc câu hỏi ạ. Kính bạch ngài, trong ngũ song thức, bốn đôi thức đầu tiên là thọ xả, nhưng tại sao thân thức lại có thọ khổ và thọ lạc? Con kính tri ân ngài. Dạ kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Dạ con kính dâng mic lại cho ngài ạ. À. Dạ con xin xuống mic. Nam mô Bố Thầy. Dạ kính bạch chư tổ hoàng. Dạ kính thưa cho quý vị. Không biết cái gì hỏi câu hỏi này đã học hết sắc pháp chưa? Xin vote lên cho biết học hết sắc pháp chưa? Bởi vì người nào học hết sắc pháp, nếu học hết sắc pháp phải thấy cái này chứ làm sao không hiểu được cái này. Bốn đôi đầu tiên là sắc thinh hương vị. Cái bốn cái đó nó là cái sắc sắc nhẹ mà nó xúc vô cái sắc nhẹ luôn. Còn cái thứ năm đó, thần thức mà nó thọ khổ thọ lạc á. Tại vì cái năm nó là cái sắc tứ đại. Bởi vì ba cái đối tượng nó là sắc tứ đại trừ cái chính nước ra. Sắc tứ đại. À, thì sắc tứ đại khi mà nó xúc vô sắc thần kinh tức là sắc nhẹ thì nó mới có trạng thái khác nhau chứ. Chứ làm sao nó giống được. Bốn cái trước thì sắc nhẹ nó xúc cộng sắc nhẹ thì nó không có phản ứng. Nhưng mà cái xúc nó là đất lửa gió mà nó xúc vô sắc nhẹ tức là sắc thần kinh thân thì nó phải có trạng thái khác nhau thì nó mới thì nó xúc mạnh thì nó khổ mà nó xúc nhẹ thì nó vẫn lạc hơn. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ Nam mô Bụt Thầy á. Dạ. À, con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ và kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con đã thấy đạo hữu cô Xí Giá. Dạ sa thú. Dạ kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi ạ. À. Dạ sau đây con thấy bàn tay của huynh Chánh Tâm. Dạ Nguyên Trang kính mời. Dạ con xin xuống mic ạ. À. Dạ con xin kính đảnh lễ ngài Liễu Tông và con xin kính chào đạo tràng. À, thứ ngài, cho con hỏi về nếu mà cái người mà chết á, cuối cùng hơi thở cuối cùng chết á, thì có phải là cái danh pháp nó đi trước cái sắc pháp phải không ngài? Là cũng như là cái bốn danh uẩn là thọ tưởng hành thức nó đi trước cái sắc pháp và xong lúc đó là cũng như là sắc danh pháp và xong rồi mới đến sắc nghiệp và sắc quý tiết. À, xin ngài giải thích là mình vừa mất đi là cái danh pháp mình chết xong rồi mới đến sắc pháp phải không ngài? Xin ngài giải thích cho con biết ạ. Con cảm ơn ngài. Nam mô Bố Thầy. Dạ kính bạch chư tổ hoàng. Dạ kính thưa chư quý vị. Tại cái tâm tử đó, tâm tử nó là tứ danh uẩn. Nhưng mà cái sắc nghiệp, sắc nó có bốn loại, sắc nghiệp, sắc dục thực, sắc thời kiến và sắc thì không vậy đó. Thì nó đi một lượt trừ cái sắc mà sắc quy tiết mà thôi. Còn sắc vật thực thì có thể là ngày hai ngày sau thì nó mới diệt. Bởi vì con nằm trong bao tử cho người đó chết thì diệt. Đó. Nhưng mà sắc nghiệp là nó diệt cùng một lượt cái tâm thử. Sắc vật thực thì nó trễ hơn. Sắc quy tiết thì nó trễ còn lâu hơn nữa bởi vì nó chất yêu như xương gì còn lại thì còn vẫn còn cái sắc đó. Thành ra nó lâu nhưng mà chỉ có sắc nghiệp với tứ danh uẩn thì đi một lượt thôi. Còn mấy cái sắc kia thì cũng phải cũng tiêu nhưng mà lâu hơn, lâu sau hơn chút. Thì quý vị cứ coi cái đó biết gì đâu. Dù gì thực thì cái sắc đó thông kinh thì nó không rõ nhưng mà đại khái cũng mấy ngày ạ, mấy ngày sau nó mới diệt hết. À, còn danh vẫn như sắc nghiệp tại điện lực, sắc nghiệp là nó diệt phải cái tâm cái pha pha pha
phát khăn khá cái của cái tâm tử sanh diệt thì cái chỗ là này diệt đó là nó diệt luôn nghĩ sát nghiệp, tứ danh quyền nghĩ sát nghiệp một được, còn mấy kia thì sao sao chút chứ không có sao lâu thì sao chút, mà có cái thì điện lực có cái nó đi đi sao là vậy. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, con kính tri ân Ngài. Với con có một câu hỏi, nó con xin hỏi Ngài nữa là, thưa Ngài, nếu mà những người mà cũng như là thời Đức Phật á, lúc mà Ngài bệnh á, thì Ngài có, con không nhớ Ngài nói gì, vì nào đọc tụng bài kinh Thất Giác Chi, sau khi Ngài nghe bài kinh Thất Giác Chi thì Ngài cảm thấy Ngài khỏe mạnh lại. Thì bây giờ thời này á, nếu mà mình giống như cư sĩ tại nhà, mà mình cũng có thể, nếu mà mình bị bệnh á, mình có thể như là mình đọc tụng bài kinh Thất Giác Chi để cho mình có thể có một cái sự kinh an, hay là mình cũng như khỏe lại không Ngài? Xin Ngài giải thích đó, có đúng không Ngài? Dạ, con xin cảm ơn Ngài. Nam mô Bổn Thầy và kinh bạch chư độ này, kinh thưa cho quý vị. Quý vị bệnh này, quý vị tụng bài kinh Thất Giác Chi, quý vị có hiểu nghĩa không? Có tụng trúng giọng Bali không? Nếu mà không đúng thầu cho lấy năng lực đâu mà giúp gì hết bệnh. Bởi vì nó nhớ bệnh nó có bốn nhân. Do nghiệp, do tâm, do vật thực, và do thời tiết. Thì cái bệnh mà do vật thực, do thời tiết thì quý vị đi bác sĩ cho chắc. Vô đòi rồi luôn. Còn do nghiệp thì ném bàn. Còn do tâm thì mai ra một số trường hợp chữa được. Ví dụ như bây giờ cái tâm quý vị nó đang bận rộn, phiền não gì ông chùm, nó có người tụng nó nghe vì gì đã quá, nghe cái bị thiện phát sanh, thì nó làm cho cái tứ đại điều hòa, hết bệnh là do tứ đại điều hòa chứ không phải là do cái bài kinh. Anh hiểu vậy đó, chứ đừng tưởng tụng kinh là hết bệnh, không có. Tụng kinh mà người nghe rồi cái sanh cái tâm hoan hỷ trong giáo pháp của Đức Phật, thì khi mà cái tâm thiện nó phát sanh thì nó lại là những cái chất đất hay là chất gì này nọ trong ấy, là mà có cái nhân lực tâm đó, tức là sắc mình thì là sắc phát sanh cho tâm đó, thì lúc đó cái tâm mình nó là ác pháp thì nó mới làm cho cái tứ đại này nó không đều, nhưng mà trở thành thiện pháp thì tứ đại nó đều lại thì nó hết bệnh gì đó, người lúc đó mới nghe được. Thì với mình nghe xong mình phải hiểu, mình phải thỏa thích với cách tụng, cách hiểu này kia ông sùng thì nó mới giúp được mình. Chứ mình nghe xong mình ngồi há miệng ra đếm thằng nhìn thằng lằn đó làm sao hết được. Nó đừng có mơ mộng diễn dòng mà mình nghe người ta cái mình hết, không hết đâu, trừ khi mình hiểu được bài kinh đó. Mà mình còn mình tụng nữa, mình hiểu mà còn đọc trúng nữa thì nó làm cho tứ đại mình điều hòa lại như vậy. Nam mô Bổn Thầy. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, con kính đảnh lễ quý sư. Kính chào quý cô tu nữ và quý Phật tử. Dạ, con đã thấy huynh Chánh Tâm sa thú ạ. Dạ, cảm ơn huynh Chánh Tâm đã đặt câu hỏi. Dạ, sau đây con kính mời đạo tràng ạ. Kính mời đạo tràng cùng tham gia đặt câu hỏi. Dạ, quý cô chú có thể giơ tay hỏi trực tiếp với ngài, hay là có thể chat trên màn hình và con sẽ đọc câu hỏi ạ. Dạ, con kính mời. Dạ, con thấy bàn tay của Xích Niệm Từ. Dạ, Nguyên Trang kính mời Xích Niệm Từ ạ. Dạ, con xin xuống mic ạ. Dạ, cảm ơn Nguyên Trang. Linh lễ sư Trí Đức, dạ con đến linh lễ sư Pháp Trang. Dạ, con kính cảm ơn đạo tràng, kính chào đạo tràng. Dạ, dạ bình ngày con học mà con cũng chưa có hiểu rõ tuệ quyền là tâm sở của vô si, là tâm sở của trí tuệ. Thì thí dụ như một người bác sĩ mà người Anh hay là người Mỹ đó, thì họ rất là thông minh, họ rất là sáng suốt. Thì cái những người đó không có là học Phật pháp thì tuệ quyền của họ là như thế nào vậy thưa ngài?
bạch ngài giảng cho chúng con hiểu rõ. Dạ, con xin dâng bích cho ngài ạ. Nam mô Bích Tha giá. Nam mô Bích Tha giá, kính bạch chư tôn này, dạ, kính thưa chư quý vị. Tại đời tại đạo thì nó cũng là tệ thôi, tứ tâm khởi tứ tệ. Tại đời nó nghiêng về những cái sự phát triển ngoài đời. Còn thầy đạo là nó nghiêng về sự phát triển của thân tâm hay là của ngũ quẩn này. Ví dụ như những người ngoài đó mà hỏi cái gì mình ta chưa nghĩ ra, mà anh cứ nghĩ ra thì đó trí tuệ chứ không phải trí tuệ. Ví dụ như hồi xưa giờ không có chế ra máy bay, tự nhiên có cái thấy mấy cái người mà chế được cái chồng chống leo lên bài con thước rớt xuống cái bình tôi theo, đó là trí tuệ. Nó mới ghi ra chuyện đó được chứ. Thành ra trí tuệ đời với trí đạo hai cái nó khác nhau. Cái tệ quyền của đời khác tệ quyền của đạo. Tệ quyền của đời nó trắng là những cái gì mình ta chưa nghĩ ra, mình nghĩ ra được thì đó nó đều là tệ. Nói theo Phật pháp mình là tệ tư, tệ tư văn tư tu rồi tệ tư. Còn mình đa số tệ mình là tệ văn nhiều mình học. Còn Đức Phật thì ngài có tệ tư chứ ngài không có tệ văn giống như bà phàm nhân của mình. Tại sao mà ngài lại hơi chỉ có tệ tư văn? Quý vị đọc cái câu mà đảnh lễ ngài hàng ngày đó, quý vị thấy được gì đâu? Nam mô tật xạ phá quá tô đó hả tô xong mà không có tật xạ. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Qua đó, ngài là bậc A Nan cao thượng được chứng quả chánh viên kỳ do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Thì ngài đâu có học đâu, thấy không? Ngài nói cái tệ của ngài là tệ tư chứ tệ tu. Còn mình thì phải có tệ văn như tệ tu rồi, tệ tư không có, vậy là mình đâu nghĩ ra gì hay ho đâu, thấy không? Đó, thành ra cái này cũng vậy. Đó, người ta có những cái người ta suy nghĩ ra được mà không có ấy, tại vì cái trí tuệ được quân tập nhiều đời nhiều kiếp. Thế này kiếp này người ta ra mà không cần học, không cần giết. Còn mình tự tìm ra cũng không làm được, tự học cũng học cơ rồi mà cũng không nhớ, không làm gì được luôn đó. Thế là mình không có tệ quyền. Bởi vì nó nhớ hai cái phương diện nó khác nhau, nhưng nó cùng là một loại tâm sở. Tâm sở biết về đời và tâm sở biết về đạo. Thì cái tâm sở trí tuệ đó, thua nó nằm ở đâu thì người ta gọi. Cái đó tên đó, thì gọi nó tên nằm trong 22 quy quyền đó. Thì cái tâm sở đó nó vừa ở hiệp thế và vừa ở siêu thế. Nhưng mà nếu nó ở trong cái ngũ quyền không thì nó chỉ là hiệp thế thôi chứ không là siêu thế. Thành ra tùy theo chuyện này mình có biết nó gì. Mỗi cái tâm sở nào, tâm sở mà có năng lực nhiều nó được liệt kê trong nhiều cái pháp khác nhau. Sở dĩ được liệt kê tại vì Đức Phật thuyết là dựa vào cái bản chất của người đó, bản chất trong quá khứ người đó thuộc loại nào. Thành ra cái trí tệ có thể ngài dùng chỗ đó ngài dùng là quyền tệ quyền, chỗ khác là ngài dùng là tệ lực, thí dụ vậy. Nó chứ không có giống nhau, nhưng mà nó chi pháp nó vẫn là một, là tâm sở bệnh nhiên trí giá. Tâm sở trí tệ không có đâu, trong Bali không thấy, cũng có thể là bệnh nhiên trí giá. Tâm sở tệ quyền ạ. Thành ra như vậy nên hiểu vậy đó. Nam mô Bích Tha dạ. Nam mô Bích Tha dạ. Dạ con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ và kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con đã thấy xích niệm từ, con kính tri ân ngài và cảm ơn xích đã đặt câu hỏi. Dạ con nghĩ chắc đạo hữu cô sĩ giá có chat trên màn hình mà cái điện thoại con không có thấy được. Dạ con cảm ơn cô Như Quỳnh ạ. Dạ con xin đọc câu hỏi. Kính bạch ngài, việc tụng đọc kinh Pali mà không hiểu nghĩa thì có lợi ích gì không? Con thấy ở Thái Lan họ hay trì tụng kinh Dhammacakka. Ngài Tỉnh Giác cũng có khuyến khích tụng đọc kinh Dhammacakka. Con kính tri ân ngài.
Dạ con kính dâng mít lại cho ngài ạ. À. Kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Dạ con xin xuống mít ạ. Nam mô Bố Tát. Dạ kính thưa đạo hữu. Dạ kính thưa chư quý vị. Nghe tụng hay là nghe với cái tâm mà có niệm, có niệm, có định, nó vẫn có kết quả như thường. Đó là 200 con dơi mà nằm ở trong cái động mà nghe mấy chư tăng tụng cũng sẽ là thông mà cũng sẽ là nó là dơi, nó nghe đâu hiểu gì đâu. Nó chỉ biết ngày nào tới giờ đó thì mấy chư cái Kusala Thamma, Kusala Thamma. Mình nghe riết mà vẫn phát sanh trí tuệ khi mà trời chết, cái kiếp dơi sanh lên trời làm thì thiên mà có trí tuệ hết á. Ừ. Nhưng mà con người mình đó, làm cái chuyện đó là khó là tại sao? Tại vì cái sự suy nghĩ của mình đó, nó tào lao. Thành ra mình đó, tụng kinh theo cái lối là người mù sợ voi, chứ không phải là tụng theo lối dời nghe kinh. Nếu mà tụng theo giới dời nghe kinh vẫn có lợi ích như thường, thì sao không có được. Giờ thời Đức Phật có nhiều khi Đức Phật thuyết pháp, mấy con nhái, ít nhái hay là con vô nó nằm chỗ thì nó ngồi nó nghe thì nó đâu hiểu gì đâu, mà vẫn sanh thiên như thường. Nó phải có lợi chứ sao không có lợi được. Điều mình cứ giữ được cái niệm, cái định mình trong cái lời cầu gợi văn câu kệ đó hay không mà thôi. Nhưng mà tại sao mình gọi là người mù sợ voi, là mình cũng sợ do là sợ trúng đó, cũng đi vô học tâm tạng đúng đó, nhưng mà suy nghĩ không đúng. Y kinh diễn nghĩa thì đồng ma thiết, mà ly kinh nhất tự tam thế gì ông sùm đó. Là như vậy đó, tại vì mình đọc rồi mình suy nghĩ theo mình, nên nó mới chết. Mình rờ cái đó là mình suy nghĩ theo mình, cho rằng rờ đúng voi đó, nhưng mà nó bậy. Còn con dơi nó nghe cái đó là nó nghĩ là chắc có lợi ích, thì nó nghe, nó tập trung nó nghe thì tư tệ nó không, nó chưa đủ sức sanh thì niệm như định nó vẫn phải phát sanh được, sao không là từ từ tệ nó phát sanh chứ. Nghe không? Nam mô Bố Tát á. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ và kính chào toàn thể đạo trang. À, dạ con con không của đạo hữu cô Xí Giá. Dạ con nghĩ là kính tri ân sư ạ. À. À, dạ sau đây con kính mời đạo trang ạ. À. Dạ con kính mời những bàn tay và những câu chết chát. Dạ con đã thấy bàn tay của cô Nhật Quỳnh. Dạ con kính dâng mít lại cho cô ạ. À. Dạ con xin xuống mít ạ. À. Cảm ơn Nguyên Trang. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Liễu Tông, Đại Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang cùng chi tâm đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ con định hỏi nhưng mà con thấy Sithina hỏi trước rồi. Dạ con xin được đọc câu hỏi Sithina. Thina có muốn cầm mic không? Hay là để Nhật Quỳnh đọc giùm? Alo, Thina cho Nhật Quỳnh một tín hiệu đi. Dạ, Thina có muốn cầm mic không? Hay là để Nhật Quỳnh đọc giùm? Thina còn trước máy không? Có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Vậy Thina cầm mic ha. Dạ, mời Thina. Dạ thưa con kính đảnh lễ Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Diệu Tông và kính đảnh lễ sư Trí Đức và đạo tràng. Thưa con có bị tâm ganh tị mà không biết mình bị thì mình làm sao, và nếu mà mình tu chung với nhóm như vậy mình có nên nhắc nhở không, thì khi mình nói như vậy thì con sợ bị bích lòng á, thì trường hợp như vậy thì mình nên làm sao? Nam mô Bố Tát. Dạ kính bạch chư tôn này, dạ kính thưa chư quý vị, thì nhờ cái người nào mà cái người đó nghe lời đó người ta khuyên bảo dùng cho, chứ mình nói giận hờn gây lộn chi cho mệt đó. Ví dụ ngay cả thân nhân mình đó, nhiều khi họ không có chịu nghe mình, thì mình muốn độ người ta đó, mình đừng có độ trực tiếp, mà mình nghĩ coi cái người nào mà người này nghe lời đó thì lại nói chứng bệnh của họ cho người đó nghe, tại nhờ người đó có dịp đừng bảo dùng
thì chắc chắn là nó êm xuôi hơn là mình nói. Bởi vì người nào đó người ta không có phục mình là mình có nói thì cũng bao giờ ông nghĩ là đồ dỗ mà. Thì đó, nó không có giống trong kinh điển Đức Phật. Phật rất là ngài dạy rất là ở ngoài đời tìm rất là khó thấy. Ví dụ như là Đức Phật dạy đó, cha mẹ hơn con cũng có, cha mẹ bằng con cũng có, cha mẹ thua con cũng có. Nhưng mà người Việt Nam mình á, hãy cha mẹ rồi, tao là bố mày, tao đặt đâu mày ngồi đó, tao là mẹ mày, tao đặt đâu mày ngồi đó, thấy không? Nên nhiều khi những gia đình Việt Nam nó nhất mấy ông già già khó học được cái hay là vậy. Con nó đi học hay về nhà nói là bị đầy thôi, im luôn. Thì bây giờ cái người đó vậy đó, thì kiếm người nào mình biết họ cái họ phục hay là họ kính trọng người đó, nhờ người đó khuyên bảo dùm. Nam mô Bích Thầy nha. Dạ, thưa con xin cảm ơn. Tại vì thấy trong nhóm mà ai cũng bất mãn hết mà không ai dám lên tiếng hết, rồi từ từ cái nhóm bị rã ra đó. Dạ, thì con cảm ơn lời dạy của sư. Dạ. Ma Bích Tha, dạ. Dạ, chúng con thành kính nè. Dạ, ngài Liễu Tâm đã trả lời câu hỏi của Sithina. Dạ, cảm ơn câu hỏi của Sithina. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhục Bình biết được tín hiệu. Dạ, Nam Mô Bích Tha, dạ. Dạ, nhân lúc nãy con thấy câu hỏi dạy học Bali. Còn ngài giảng con chưa có được hiểu. Dạ, ngài có thể giảng thêm cho con hiểu được một chút. Học như thế nào, mình nghe kinh như thế nào, mà như con dơi hoặc con ếch nghe kinh, mà mình nghe kinh như thế nào mà giống như hạng phàm phu chúng con nghe kinh. Và con cũng thỉnh ngài giảng dạy rõ hơn chút cho con được hiểu để con có thể thực hành được ạ. Nam mô Bích Tha, dạ. Con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Bích Tha, dạ. Kính bạch chư tôn hiền giả, dạ. Kính thưa quý vị, từ xưa giờ đó mình người đời làm cái gì cũng làm ngược chiều lên đã đó, nên mình mới khổ rồi giờ. Nhiều cái đụng chuyện mình biết được đâu mò. Quý vị nên nhớ đó, đi học Bali là tại sao chúng tôi gọi là học ngược chiều. Đi vô ngồi lo học chân phạm rồi này kia, học biết tới là nói được câu Bali cũng cả lâm. Bởi vì vậy chân phạm nó đặt với chỗ này rồi cứ làm cả lâm. Ở ngoài đời không bao giờ có chuyện đó đâu quý vị. Không có chuyện mà dạy chân phạm trước. Họ dạy đọc chữ trước. Cái thí dụ dễ hiểu đó là con hồi xưa là ai qua đây sớm vô trại tị nạn biết. Tại sao con nít nó nói tiếng Mỹ giỏi hơn và nhanh hơn mấy người lớn? Tại người lớn không có giống như nó chuyện với mấy ông Mỹ thì nó học được cái gì là nó nói ra cái đó, chứ nó không có phải sắp xếp gì đó. Hay gặp ông Mỹ là nó là my name is how are you, thank you, fine gì ông Trump nó làm cho một tràng luôn. Rồi sau này nó vô trường nó mới học chân phạm. Tức là nó đã nói được tiếng Anh rồi nó mới học chân phạm. Còn mình học chân phạm cho đã, tới chừng nói tiếng Anh nó cả lâm. Tại vì mình học ngược chiều. Ở ngoài từ nhỏ lớn đó, mình mới bắt đầu nói bố mẹ dạy một cái gì. Cũng dạy nói làm sao thấy được. Nên học Bali cũng nên học nói trước. Nói bây giờ mình không ai nói Bali, mình đọc nguyên câu. Ví dụ như đọc Kinh Vô Cú, đọc nguyên câu rồi đó. Khi nào thuộc, rồi lại kiếm sùm mình thuộc Bali đó biết nghĩa bé đàng hoàng rồi, lúc đó mới bắt đầu lật ra coi văn phạm như thế nào. Ví dụ câu này, cái chữ này, nó là sao, nó thuộc ở quý phách nào, để nào bảo đảm cái gì học cái ngôn ngữ nó rất là nhanh. Đó. Giống như mà mình sống ở đời đó, mình mà không nói trước, học đọc trước không nói trước, rồi học văn phạm sao. Bây giờ em tin gì làm thử chứ còn ở đây vô đầu vô đọc éo lưỡi là nghe nhăn mặt bóp môi cho nó nhọn nhọn là phải nói cho nó đúng cái này là bạch thầm ma quy phách thì hôm nay kia gì ông dùng làm một tràng nói cái đó không vô đậu đầy nhóc lên tới chừng học lại nói cả lâm hoài vậy đó.
bây giờ cái học chữ trước đi. Ví dụ như bây giờ đó, bài kinh Kadani á, quý vị cái học thuộc lòng trước đi, học thuộc lòng tiếng Pali đó, để tổng biết khi nào mà cảm thấy mình tổng không dấp nữa đó, rồi bắt đầu mới nghiên cứu thử coi cái câu này như thế nào rồi bắt đầu chia rẽ từng chữ ra mà nó biết là nó đáp dần này, nó đáp dần kia ấy, rồi với cái nó dịch như vậy thì nó là quý phách gì, với dịch trẻ quý phách gì, thì lúc đó nó dễ hơn, lúc đó mình tự làm được, không cần tới trường nữa, phải không? Đó, đọc được cho nó thuần thục miệng đi thôi, đúng rồi, sao muốn làm thì làm. Thế còn bây giờ học theo kiểu xưa phải học văn phạm với vậy học văn phạm xong rồi bỏ Bali luôn cho nó khỏe, vì nó rắc rối um sùm hết đó, thấy không? Quý vị không tin về thử cái đó đi, rồi sau này là đấy, nó rất hứng thú nha. Yeah. Học theo kiểu cũ bảo đảm tuổi đa số trong room này là tuổi gần trời xa đất rồi, đừng hy vọng mà học cái kiểu cũ mà có thể giỏi được Bali đâu quý vị. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, sa thủ lành thai, con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài. Dạ, Ngài giảng dạy con nghe rất là hoan hỷ. Bởi vì trong cái rôm Phật giáo Nam truyền này là Ngài Trí Đức là khỏi cần giam phạm gì hết á. Quý vị cứ đặt đi, Rồi miễn đọc trúng là được rồi. Rồi như bản thân con vậy, lúc vô con không có thắc mắc gì, giam phạm chia cách này cách kia gì hết. Ngài giảng sao thì con nghe vậy thôi, con không có quan trọng. Mà con quan trọng là con đọc. Thì khi mà ngài con nghe được ngài giảng rồi thì ngài bắt con đọc qua ly, đọc cái này là trường âm nhấn, này là trường âm thông thường. Xong rồi con đọc được những cái văn bản, bản kinh Bali mà con cũng có thuộc được một chút vài bài kinh, thì con cảm thấy con rất là hoan hỷ. Khi dở bài kinh nào ra con đọc được là con thấy hoan hỷ rồi. Còn phân tích từ hai này kia nọ, mình đọc riết tự nhiên mình cũng biết cái từ đó cái nghĩa gì, biết chút chút nhà mà chưa có học phạm gì hết, cũng không biết cách gì vậy hết, nhưng mà cũng biết được chút chút. Mình đã con ngày ngày trả lời con rất là hoan hỷ. Nên nhân dịp này quý vị trong đạo tràng nha, vị nào mà cứ tới đạo tràng thì cứ đưa tay đọc đi, đọc sai ngày sửa thì mình sẽ dễ dàng sửa lắm. Đừng có nghĩ là phải chia năm thẻ bảy gì hết, cứ đọc thôi. Dạ, cứ đọc xong rồi sai là ngày sửa, mà ngày sửa thì nhớ đời quý vị, đừng có lo, đừng mắc cỡ. Học trò mà mình có sai thì ngài mới dạy, chứ còn nếu mà mình đọc trúng ngài đâu phải cần dạy mình nữa ha. Quý vị yên tâm nha, mấy vị sao này nè quá giỏi hơn Nhật Quỳnh luôn đó. Nên Nhật Quỳnh mong rằng quý vị cứ tới ngày mà ngài giảng thì cứ lên đọc đi. Dạ, ngài đâu có bắt lỗi bắt phải gì mình đọc, mà ngài chỉ sửa thôi mà, phải không Thiên Na, phải không quý vị? Yên tâm mà đọc. Còn rất là tri ân ngài. Dạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Bây giờ Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng để cho Nguyên Trang nghỉ một chút. Cảm ơn Nguyên Trang rất là nhiều. Dạ. Hôm nay Nhật Quỳnh đi ra ngoài, Nhật Quỳnh không có phương tiện đi về mà cũng không có net nữa, nên nhiều tin nhắn cho Nhật Quỳnh trong điện thoại Nhật Quỳnh cũng không có nhắn, không có trả lời được. Thì về nhà rồi mới thấy rất là nhiều tin nhắn. Dạ. Rất cảm ơn đạo tràng. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, một lần nữa Nhật Quỳnh kính mời bằng tay quý vị và mời những câu chất chát ạ. Dạ, không ai hỏi, con xin hỏi tiếp. Dạ, bạch ngài, như lúc nãy con nghe ngài huynh nào hỏi về mà tụng kinh thức chắc chi á, thì ngài nói phải tụng cho đúng giọng Bali. Nhưng mà con thấy á bạch ngài, một lần con đi qua ở bên chùa Đại Lộc ở Ấn Độ đó, thì lúc đó là mà đại lễ dân y khai thi ná, nên sư thỉnh chư tăng cũng nhiều nước, ví dụ như Tích Lan rồi Miến Điện rồi Thái Lan rồi Việt Nam, đại khái là vậy. Mà con thấy là sư cho những vị nước ngoài tụng trước, và thì con thấy con nghe được một chút xíu thôi. Và ví dụ như trong một cái bài Pali đó, nhà lễ bái tâm bảo đi, thì con nghe được một chút thôi, còn lại nữa thì không có đọc giống nhau. Như vậy làm sao mình biết cái nào là đúng giọng mà Bali mà cái nào không, bạch ngài? Đại khái là con thấy ví dụ như ở Việt Nam mình cũng vậy, con nghe
mấy vị ở với Campuchia, ở với miền Tây cũng cũng khác nữa nha. Thì con như vậy mình làm sao mình biết cái nào gọi là đúng giọng Bali bạch ngài, và con kính nhân mít đến ngài. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, Bali và đạo cho trúng là nó phải dựa vào âm cổ, âm mũi gì âm sầm đó, nó có mười mấy chuyện như vậy đó. Thành ra người nào học mà để tụng á thì phải học mấy cái đó hết. Ví dụ như hồi xưa chúng tôi hồi mới ở chùa Quận Nám mấy hà đầu tiên đó, thì thầy chúng tôi nói tiếng Thái không được đầu tiên mà, thì ông cả ông cho ông sư mà đỡ đầu đó, bắt học qua tiếng Úc đi. Thì chúng ta học thuộc cái đó, thuộc cái đó thì ông đó ông lên ông trình với ông cả thôi để cho bữa nào cho ông lên ông tụng cho chưa tặng đại biết, ông sư quấn cũng tụng được chứ không phải không. Nhưng mà ông kia ông nói dạ không được đâu ngài, ông tụng thuộc lòng, ông tụng hay lắm nhưng mà nghe kỹ giống như đớt vậy ngài. Tức là mình tụng đúng âm là dễ, đúng âm là phải luyện. Cùng mình học để mình hiểu đó, là mình tụng thường vậy đó. Thành ra không có, thành ra không có ấy. Nhưng mà thường thường đó là ví dụ người nào mà được chọn đó, họ phải biết người này tụng rất đúng, còn nếu không đúng ấy, bởi vì Thái Lan nó có những âm riêng mà người khác phát âm được, cái điện có âm riêng khác phát âm được, nó rất có rất nhiều cái như vậy đó. Nhưng mà chúng tôi có kinh nghiệm mà tại vì hồi chúng tôi ở Thái đó, mỗi năm đó là tới ngày mà tuổi thọ của ông vua đó lễ, thì ông cho mời tất cả chư tăng ngoại quốc, lúc đó là khoảng trên 3.000 vị chư tăng ngoại quốc tới Thái học đó, để lên dự cái lễ sinh nhật của đàn thờ tụng kinh Phúc Chúc. Quý vị nghe bể đầu luôn, lần đầu riết rồi sao mấy lần sau này đó, mấy cái vị sư Thái đó họ yêu cầu chúng tôi không có tụng, họ sẽ cho cái 10 ông sư, 9 ông sư của Thái tới tụng, tới tụng ở đầu rồi tụng Phúc Chúc. Hôm nay ra về lại tụng, đừng nói gì người Miến Điện có những cái chữ nó không có, ví dụ như chữ chữ S đó, người Miến Điện không có, đọc thành chữ T đó. Anh đã đọc là cho giới bút đăng tà ra nồng gách xà mí cho nó không cho giới, hay là nam mô tạc tạ với quá tô đó, tô xong mà xong bút thách tạ, chứ nó không có đọc thách xà được, không đọc tạc xà được đó. Nó chịu chết luôn, nó không đọc theo là cậu ấy rồi. Còn người Mon á, Mon Miến Điện thì chữ y ngắn nó không có, mà đọc thành chữ ói hết à. Thành ra nó mà cho giới là lo ngồi cười thôi, nó cho giới là bút đâm tại đó năm ghét cha mối chỉ ngồi nghe cái gì khỏi khỏi nhận giới luôn, rất nó nổi nhiêu đó không là biết rồi. Nó mới mà chúng tôi đi tụng thì mấy ông sư ngồi gần tụng đó, mấy ông sư Việt Nam ngồi cười đâu không tụng theo được, thì Việt Nam tụng dỗ rồi Ngọc Miên thì cụ sẽ lấy thăm cụ sẽ đi tập đi đó, ngồi cười gần chết luôn. Anh nói quý vị đừng có lo chuyện đó, quý vị ráng đọc. Nếu muốn đi đọc chung ta thì phải coi âm dài, âm ngắn lên giọng chú giọng như thế nào thì mới cần, chứ còn nếu không mình cứ tụng bình thường thì mình mono đi, thì miễn mình thuộc cái chữ đó, tụng đúng là không ai nói đó, tụng chung tụng đúng không ai nói đó. Nhưng mà mỗi nước nó khác nhau hết trơn, về nó có số cái âm nó không giống nhau, thì là khi cái âm vậy đó. Thì Thái Lan sau này đó họ không có cho tụng chung, họ nói là mời các vị này tụng trước, thì hôm trước đó là nó cái tụng như thế. Thì qua đi qua Miến Điện, cái Miến Điện không gặp cái dân mà Gatha, tức là dân mà mình ra tụng cái gì cũng khủng luôn đấy, chứ nghe không được luôn đó. Mấy ông là chủ nhân của ngôn ngữ Bali đó, mà tụng là nghe khủng luôn, chứ không có cách chi mà nghe được. Nước nào nó cũng cái vấn đề ngôn ngữ là nó liền. Còn nãy mà bên Thái Lan hay Miến Điện mà muốn được mời lên tụng ấy là phải đi luyện giọng lại những âm nào. Thành ra nhiều khi cái âm đó phải dòng cổ phải ngăn xuống là giống như là đang chỉ lộn nhau, cũng ngồi trong nghe sao cũng muốn khùng luôn. Nó thôi để Miến Điện tụng cho nó khỏe cho mình tụng làm gì. Đó. Mà người Việt mình tiếng Việt thì giống như tiếng Thái, tiếng âm đó. Nhưng mà tụng không giống được, tụng giống được.
Thành ra nhưng mà mấy cái ông mà ông có luyện thì ông gặp nhau, ông nói, ông đồng tụng nhau nghe được. Còn không thì có lắm. Nam mô Bích Thầy á. Sa thú lành thai, con hành kính đảnh lễ tri ân Ngài. Con đi qua chùa Đại Lộc, con thấy sư thỉnh chư tăng nước ngoài tụng trước, nước này tụng xong tới nước kia tụng, tới nước nọ tụng, cuối cùng mới lại Việt Nam. Rồi mời Nguyên Trang nha. Nhật Tình thấy câu hỏi rồi, Nguyên Trang cầm mic đi, Nhật Quỳnh post câu hỏi lên cho Nguyên Trang đọc nha. Dạ Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ và kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ kính thưa Ngài, qua cái câu hỏi của cô Nhật Quỳnh và con nghe Ngài trả lời đó Ngài, thì con cũng nghe có nhiều vị nói là nước Tích Lan là đọc đúng nhất, đúng không ạ Ngài? Mà con cũng, tại vì con cũng mới đầu con cũng nghe là mỗi nước thì người ta có một cái âm giọng khác nhau, nên mỗi chỗ là bây giờ mình cứ lo mình đọc cái lo đúng Bali đi, nhưng mà có nhiều người nói là Việt Nam đọc không đúng, chỉ có nước Tích Lan, người Tích Lan là đọc đúng nhất. Và con con kính dân bất tích lại cho Ngài để Ngài có thể chỉ dạy cho con được hiểu rõ hơn ạ. Và con xin xuống bích ạ. Nam mô Bích Tha Giá, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư vị, không có nước nào bây giờ mà tụng xuống đúng trầm trầm đó. Nó phải một số chữ này nó giống nước này, một số chữ nó khác nước nọ chứ làm sao được. Tại người Tích Lan họ tự hào là cái ngôn ngữ, nhưng mình nên nhớ đó, người Tích Lan họ tự hào vậy cũng không chính xác. Bởi vì ngôn ngữ Bali là xuất xứ từ Ấn Độ, từ cái mương Magatha đó. Bây giờ vẫn còn bên đó, vẫn còn có người nói tiếng Bali này nè. Nếu mà quý vị nào qua đó bữa nào rảnh đi xuống tới Paranasi đó, hỏi mấy ông mà còn học viện đề ngôn ngữ, hỏi là lấy ra tụng là mấy ông đó tụng là chính xác nhất. Đó. Theo thống kê của Miến Điện thì còn khoảng 11-12 triệu người ở cái mương Paranasi đó tụng được tiếng Bali truyền từ thời Đức Phật tới giờ nè. Đó. Nếu quý vị không biết là tụng sao thì bữa nào qua bất cứ cái bài kinh nào đưa cho họ đọc được đó. Họ đọc theo tiếng Bali đó, chứ không phải không. Còn khi mà qua tới Tích Lan á, nó vẫn sai như thường, tại vì nó viết thành cái alphabet của Tích Lan tụng sai, thành ra Ngài Bút Tha Gô Sạn ngày qua mà Ngài mới viết lại tiếng Bali là vậy đó chứ. Chứ nếu mà giờ trúng thử rồi, không có trúng. Ngoài cái Ấn Độ là không có trúng, là không có người nào đọc chính xác bằng người, tại vì cái ngôn ngữ xuất thân từ đó mà. Nó chỉ có ở đó mới họ mới tụng trúng thôi, còn nghĩa là, nhưng mà nó sai không phải sai nhiều, nó đớt một hai chữ thôi, chứ không phải lúc nào cũng đớt nhiều đâu có được. Đó. Ví dụ như người nào vợ dùng bốn, ấy hỏi ngày cả thì biết là miên tụng sao. Đó. Có những cái nó cũng mắc cười lắm sao phải không. Đó. Nhưng mà mấy đứa là Bali gốc không á, Bali truyền thẳng vô không á. Nhưng mà tại vì cái dân tộc mình, nó mỗi dân tộc cái cách phát âm nó có những cái chữ nào cho nó giống nhau được. Không giống được, thành ra đừng có lo chuyện đó, lo mình ráng mình đọc được, mình hiểu nghĩa là tốt rồi. Nam mô Bích Thầy. Dạ sa thú và dạ, con kính tri ân Ngài đã giảng dạy cho chúng con được hiểu rõ hơn ạ. Và sau đây con xin đọc câu hỏi của đạo hữu Quang Thanh. Bạch Ngài, cho con hỏi, trong thiền quán có cần phải đặt đề mục không, hay mình cần chánh niệm và phát sinh trí tuệ, có phải không Ngài? Kính mong Ngài cho con biết để con hiểu để tu tập ạ. Dạ kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Dạ con kính dâng mic lại cho Ngài ạ. Dạ con xin xuống mic. Nam mô Bích Thà Gia, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thì nào đâu cần đề mục với không, mới cần hết á. Nhưng mà theo ông thiền quán nó khác cái chỗ là đề mục đó, học cái đề mục mình có thể mình quán cả bốn chuyện khác nhau. Cái đề mục đó có thể niệm thân được, đề mục đó có thể niệm thọ được, đề mục đó có thể niệm tâm được, đề mục đó có thể niệm pháp cũng được, chứ không cần phải lựa. Tùy theo cái bản chất, cái cá tánh của mình trong tiền kiếp, mình hành những cái loại đó như người tiêu thế nào, mình hành
Thì bây giờ mình thấy một cái đề mục đó thì mình có thể mình nhìn hoặc là niệm thân, hoặc là niệm thọ, hoặc niệm tâm, niệm pháp được. Mỗi đề mục nó đều có cả bốn cái phao để sinh đó, chứ không phải là cái này là phải niệm tâm, cái này là phải niệm thọ, không có cái đó, không có chuyện đó. Là nhớ đó là cái quan trọng, bởi vì đã nói thiền tứ thiền xứ là nó cần cái thực tinh pháp, tức là mình nhìn cái đối tượng đó làm sao biết nó là thực tinh pháp, nó là cái gì, thì dùng cái thực tinh pháp để làm đối tượng cho thiền minh sát là đúng, là chắc ăn. Có thể lúc đó mình quán thọ được, nhưng mà chút sau thì cái một vài cái trục trặc thay đổi đó, quán cái đây một đó là thành quán tâm cũng được, chứ không phải là không được. Cái quan trọng cái chỗ đó, chứ không phải là quan trọng không là đề mục. Đề mục nó có, nhưng mà nó vẫn có thể bị thay đổi, hoặc là vẫn có thể thay đổi vào đế sinh. Thay vì mình, ví dụ như mình nèm hơi thở đi, nhịn hơi thở, nhưng mà quán thân cũng được, quán thọ được, quán tâm được, quán pháp cũng được. Chuyện nó không quan trọng. Quan trọng cái là mình có làm được hay không. Mọi gì thì sư dạy mình có biết cái của mình, cái cá tánh của mình, hay cái bản chất của mình như thế nào đối với cái chuyện mình đang quán hay không mà thôi. Nam mô Bổn Thầy ạ. Nam mô Bổn Thầy ạ. Dạ con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ và kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con con không biết là đạo hữu Quang Thanh còn có thắc mắc gì không ạ? Dạ, nếu còn có thắc mắc, dạ đạo hữu có thể chat trên màn hình và hay là có thể giơ tay hỏi trực tiếp với ngài ạ. Dạ, con kính mời. Dạ, sau đây, dạ con xin kính, dạ con đã thấy đạo hữu kính tri ân ngài ạ. Dạ, sau đây con kính mời đạo tràng ạ. Dạ, con kính mời đạo tràng giơ tay hỏi trực tiếp với ngài. Hay là có thể chat trên màn hình. Dạ con thấy bàn tay của huynh Giang Nhất Hạ. Dạ Nguyên Trang kính mời ạ. Dạ con xin xuống mic ạ. Dạ Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sam Kha Giá. Dạ con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Liễu Tông, Sư Pháp Trang, quý cô tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Dạ thưa Sư, sẵn vấn đề mà học Pali đó, thưa Sư cho con có một câu hỏi. Là dạng, con thường thấy là giống như là ngay cả cái chữ sa thú mà trong người Việt và người Thái mình thì thường đọc như vậy, nhưng mà nếu mà người Tích Lan á, thì là sa rú. Mà những cái từ như vậy đó, mà nếu mà mình mà cái nghĩa của người ta thì nó lại mình vẫn hiểu là nó là thiện tai hay là lành thay, mà nếu mà cái chữ sa thú á, thì với người ta thì cái nghĩa nó không có được đẹp lắm. Thì như vậy cũng trong những cái trường hợp đó mình có nên sửa không thưa sư, hay là làm sao mà mình biết được những cái từ mà mình vẫn học như vậy nhưng mà mình gặp những cái người dân nước khác thì có khi cái nghĩa nó lại không có được đẹp, thì làm sao mình tránh được những cái trường hợp đó? Dạ con xin sư chỉ cho con một số vấn đề này ạ. Dạ con xin tri ân sư. Nam mô Bổn Thầy Giá kính bạch. Xài dùng cái nghĩa Bali thường ở ngoài cái nghĩa này nó ngữ chứ không phải là nó xấu hay tốt, nó còn xấu tốt vậy đó. Người Thái cũng nói, người Tiếng Điện nói, người Thái Lan nói đều phải dùng cái âm mà đọc ra nó ấy, nhưng mà cái nghĩa mà dịch ra từ địa phương nó giống nhau hết. Ví dụ như là cái sự xả thú đó, mình đọc theo cái tiếng đó là phần đông đọc Thái, còn đọc theo Tích Lan hay Miếng Điện thì cái âm thanh có chữ hát nó nhẹ lại, hay nó đọc giữa chữ thú gì chữ đúng ha. Nó khó khó đọc nhưng mà vậy đó. Nhưng mà cái nghĩa nó là ví dụ mình quan hỷ với cái điều gì của người khác đó, thì mình nói chữ đó là cái nghĩa nó giống nhau vậy. Quan hỷ với cái thiện pháp của người khác, hay là cái người khác làm nhật thoát ra khỏi cái gì đó, ví dụ như đang bực dọc quan gì tự nhiên là được trở lại như cũ này kiêm sùng đó, thì mình dùng cái chữ đó để mình chúc mừng người ta, thì cái nghĩa nó có khác. Còn những cái nghĩa nào mà nó có thể nó khác đó, thì người ta lại không dùng một truyền miệng như vậy. À, không có dùng truyền miệng gì mà người ta sẽ dịch ra. Còn có những cái chữ mà nó giống như là nó thuộc loại là international, người ta không có dịch là vậy đó. Nó xả thú người ta biết liền à. Còn Việt Nam thì còn nói thêm cái việc cho vui lành thay thay này không có mấy nước khác không có dùng chữ đó là biết liền đó. Hoặc là những cái chữ mà Đức Phật cho phép chư tăng gọi nhau đó, nghĩa là
Thì khi gặp nhau thì người nhỏ hạ gọi người lớn hạ là khoanh tê, người lớn hạ gọi người nhỏ hạ là ảo sổ. Thì cái đó là đi ra ngoài nó biết hết. Nghĩa là qua đó là chấp tay nhau, thường là đúng ra phải hỏi hạ trước, nhưng mà nhiều khi ngôn ngữ nó bất đồng mình đâu hỏi được. À, chấp tay khoanh tê là khỏe đi, khỏe ra. Khi nào mà nó mình nói được cái tiếng Anh hay nó cũng người đó cũng nói được tiếng Anh hỏi về nhiêu hạ thì mình mới nói để cho kêu lại. Còn nếu không thì cứ phần tê hết cho chắc ăn. Đó, vậy chứ không có gì hết. Những cái chữ mà nghĩa nó giống nhau ra cho bắp lơ cho tất cả mọi ngôn ngữ thì họ mới dùng. Còn những cái chữ khác thành đâu quý vị đi ra đường bây giờ thấy người ta nói chữ khác đâu. Không có chữ đó là dễ dùng nhất, tại vì nó có cái nghĩa duy nhất là nghĩa là chúc mừng cái sự thành công của người khác mà thôi. Nó đừng có sợ mấy cái đó. Nếu mà nó khác nhau thì không ai dùng hết đó. Còn nếu thành nó giống nhau, ví dụ như phanh tê là ai cũng dùng đó, bởi vì cái đó là chỉ cho người lớn hạ. Thành ra Việt Nam mình dịch là tôn giả. Ăn lo cơm cho um sùm luôn đó. Dạ cảm ơn Thiện Vũ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tổ tông. Không, ngoại trừ sau khi mình có nó được cái đó thì chừng vài bữa sau thì sanh thì nó có thể phát sanh được, chứ cùng một lúc thì không thể phát sanh được. Bởi hai cái bản chất của hai cái loại tâm đó nó khác nhau. Nhưng mà tham là cái sự mong muốn đó. Ở đây sẵn dịp chúng tôi nhắc để quý vị phân biệt cái này, để sau này là biết nó là có những cái mà mình nói nhiều khi nó không có chính xác. Tham nó có hai loại, mong muốn nó có hai loại. Một cái mong muốn do cái nhân là ác pháp, một cái mong muốn do cái nhân là thiện pháp. Mong muốn do cái nhân là ác pháp thường mình gọi là tham, tức là lâu phá. Nhưng mà mong muốn do cái nhân là thiện pháp đó thì nó cũng là mong muốn, nhưng mà cái nhân nó liên quan thì cái tâm đó, tâm sở đó là tâm sở chánh đá. Thường mình dịch là dục như này kia xong đó là chánh đá, tức là có tác ý muốn làm cái gì làm gì đó. Còn cái tham là chúi đầu vô những cái xấu xa, thành ra khi mà chúi đầu xấu xa thì cái nhân nó phải là nhân không tốt. Còn mình muốn làm gì đó thì phải suy nghĩ phải làm gì đó, thì cái chánh đá nó cũng là mong muốn, nhưng mà cái nhân của nó là thiện pháp.
Hai cái đó là lời phân biệt. Thế nhiều khi mình nói nó không có thì nó là mong muốn nó có hai loại vậy đó. Một loại do ác pháp, loại do thiện pháp. Là một thầy dạ. Dạ, sa thủ lành thai, con kính tri ân Ngài rất là nhiều đã giảng dạy câu hỏi của con và con hiểu được rồi. Dạ, con kia tri ân Ngài nhiều lắm. Dạ, cảm ơn. Quý vị nhanh tay lên đặt câu hỏi đi, để một tuần lễ có một ngày thôi quý vị, mà không có thời gian nhiều, mà không móc túi ngày thì rất là uổng quý vị. Quý vị móc túi ngày để cho Nhật Quỳnh học cái. Dạ, không ai chịu móc túi ngày hết. Dạ, con xin hỏi tiếp ạ. Họ có được giàu có, tiền bạc, địa vị, chức quyền, coi như là theo người đời người ta nói, ồ, cái người này có phước quá. Nhưng mà con nghĩ là nếu mà được như vậy là do có phước đời trước. Nhưng mà tại sao họ làm cái phước đời trước như thế nào mà bây giờ họ giàu có hoặc họ có địa vị, có quyền thế? Mà thì mình biết tạo phước tiếp không? Mà nói tốt cũng đúng, giống như mình làm thiện pháp vậy nó, ví dụ như quý vị đã tâm từ tới cái người cần cái gì đó, mình đã thành công ở đó là quý vị thỏa mãn liền. Nhưng quý vị nên nhớ rằng nên trải tâm từ tiếp tục để làm gì, để hy vọng người đó đừng có xa cơ. Thì thường thường chuyện đó mình không làm, người đời không làm, không biết để làm chứ không phải gì đó. Nên là chỉ là muốn cho người ta tới đó là đủ rồi, chưa đủ. Thông từ lúc đó mới có nữa được cơ hội như vậy là mình cũng phải có tâm từ để cho người ta. Nghĩa là với cái sự ước của mình đừng để cho người ta, nghĩa là xa cơ. Dù rằng bây giờ đang vậy nhưng mà chắc chắn làm sao không ai có thể là trường tồn không xa cơ đó. Thì cái chuyện mà họ có thể họ làm được cái gì, ví dụ như mấy cái người mà quý vị lãnh tụ mà thứ thiệt, thứ gì mà gian ác nhớ, nhiều khi trong kiếp trước họ làm phước tới bậc độc giác đồ này kia không chừng à. Nhưng mà rất tiếc là họ không có biết nguyện để cho cái phước nó như thế nào và làm sao để cái phước đó nó tạo thêm nhiều điều kiện để cái phước khác tiếp tục, thì cái đó họ không biết à. Mà ngay cả chúng sanh đi theo Phật pháp cũng biết, chỉ cầu mong tới đó thôi chứ còn không nghĩ chuyện khác đó. Thành ra chúng tôi thì chúng tôi nghĩ khác, chúng tôi hay nói với quý vị là mình nguyện là mình nguyện cái cao nhất. Thành ra lỡ có cái thấp nó còn có đường đi lên, chứ còn nếu mình nguyện cái thấp nhất là, ví dụ như quý vị cần tiền mua xe, quý vị nguyện trúng lớn đi 1.000 mua xe 10.000 đóng thế, còn không có tiền đóng làm sao vậy được không? Nghe làm cái làm cho tới luôn. Đó. Người ta nói làm vậy đâu được, chứ làm vậy là mình tham. Nói cái đó là không đúng. Làm tới nơi luôn chứ. Tham tới nơi luôn. Thế nên mình mới có cơ hội để làm những chuyện khác. Thì mấy người này cũng vậy, không biết hướng dẫn cái quả của mình đi tới cái nơi nào đó cho nó tròn đủ. Thành ra
được cái đó là cứ lo mà phụng dưỡng cái thân này là làm bậy làm bạ đó thôi. Nhiều người có tự nhiên có bật kiểu rồi nè, không lottery thì cũng tìm rượu rồi tìm bia thôi, thấy không? Nên cái mình cũng vậy, nên mình nên tập để tránh xa những cái đó, bằng cách là cái phước mà tôi làm đây là xin được cái đó, nhưng mà nếu được là thêm, nó phải thêm lên chứ đừng ấy. Mình nên nhớ mình muốn trong thời gian mình còn là phàm phu đó, mình muốn cái nào nó cũng tốt hơn chứ đừng muốn cái tốt nhất. Bởi vì quý vị muốn cái tốt nhất là quý vị kẹt liền. Muốn cái tốt hơn thì nó sẽ tốt hơn hoài. Còn muốn tốt nhất, nếu được thì tốt, mà không được thất vọng cũng cho đi luôn hết, không sao. Thấy không? Thành ra phải nguyện hay là làm việc mới biết cách để cho cái quả nó được kéo dài. Còn nếu không là mình dễ thất vọng giữa đường lắm. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ, sa thú đành thay con kính tri ân Ngài rất là nhiều. Nhật Quỳnh thấy bàn tay của Sích Hà, Nhật Quỳnh đợi Sích Hà hỏi mà thấy Sích Hà không cầm mic nên Nhật Quỳnh xin phép được hỏi trước nha. Dạ, cảm ơn Hoa Nguyệt cho Nhật Quỳnh biết được và tạm quý chờ Nhật Quỳnh một chút. Tại câu hỏi này gửi lâu quá rồi, nên Nhật Quỳnh xin phép được đọc câu hỏi này để người này người ta buồn. Dạ, cho Nhật Quỳnh chút xíu nha. Dạ, đâu có thấy anh Giang Nhật Hà gì đâu. Dạ, chỉ thấy bàn tay của Hà thôi. Dạ, con xin đọc câu hỏi à. Bạch sư, có phải là đầy đủ thân khẩu ý mới trổ nghiệp? Chỉ ý thôi, không đủ sức mạnh trổ nghiệp, phải không thưa sư? Vì tu thiền, nhìn tham sân, thấy biết là thành thiện pháp. Nam mô Bích Tha giá. Dạ, con cũng kính thỉnh Ngài. Không có đâu, không có bàn tay của huynh nào hết đó Hà ơi. Dạ, con kính nhân Bích đến Ngài à. Nam mô Bụt Tha Giá, kính bạch chư tôn hàng giả, kính thưa chư quý vị. Không cần đủ cũng là nghiệp, cũng cho quả như thường. Bởi vì nghiệp nó có 10 diện thôi. Sử dụng nghiệp ý là gì? Tham, sân với tà kiến. Mình chỉ cần tư tưởng mình có tà kiến thôi là mình đã tạo nghiệp rồi, và nó cũng có khả năng nó cho quả như thường, chứ làm sao không được. Mình nhớ chuyện đó. Bởi vì cái nghiệp nó thành tựu trong cái động tốc. Mà khi động tốc nó xanh rồi, nó diệt rồi, là kể như là mình chịu đựng rồi, chứ làm sao mình nói không ấy được. Thành ra đừng là cái lối suy nghĩ gì rồi là nó không chính xác. Không cần phải đầy đủ. Đầy đủ thì cái quả nó tốt, nó ấy được. Nhưng mà không đầy đủ quả nó vẫn có như thường. Chứ không phải không, nó vẫn có như thường. Còn mình muốn cho nó tròn đủ, đừng có cái gì, cái điểm cái gì đã khó thì không, thì mình phải làm cho nó đủ tam tư hay tứ tư gì đó. Thì nè, cái đó tốt. Nhưng mà đa số muốn được tứ tư khó lắm, thành ra mình chỉ cần một tư là nó vẫn là thành quả, thành quả như thường. Còn quả mạnh, quả ít, quả nhiều thì tính sao chứ vẫn thành tựu như thường. Nam mô Bụt Thầy giáo. Dạ, Nam mô Bụt Thầy giáo, Nam mô Tham Mà giáo, Nam mô Sang Khai giáo. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Ngài Lữ Tông, và con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni. Con kính chào đạo tràng. Dạ, thưa Ngài, cô Nhật Quỳnh có hỏi về cái nguyện đó thưa Ngài. Thì con có thắc mắc, có những bạn đạo học thiền có nói như vậy, sao làm một cái việc thiện nhỏ mà nguyện nhiều quá thì trong đó có phải là nó đã ứng chứa cái tâm tham? Thì con kính trong bích lại cho Ngài để Ngài có thể giảng dạy cho con, là làm một việc thiện nhỏ mà có những vị thì họ nguyện nhiều thứ, thì con không biết là có những vị thắc mắc, không biết là có nên như vậy hay là không nên. Dạ, con xin trân mít đi. Nam mô Bụt Thầy Gia, kính bạch chư tôn hàng giả, kính thưa chư quý vị. Nguyện nhiều ít không quan trọng, quan trọng là lúc mình có đủ năng lực cho lời nguyện đó không, cái đó mới quan trọng. Nếu mà đủ thì nó vẫn cho quả như thường, còn nếu ít, còn không đủ thì nó cho quả theo cái nào thuận tiện thì nó cho quả, cái nào thuận tiện thì kể như là nó không cho quả thôi, cái gì đâu. Thành ra mình đừng có nghĩ là mình phải nguyện như vậy, vậy không có nên. Nghĩa là vắn tắt nhất là nguyện tới nơi. Nguyện tới nơi là gì?
là cái hành động này tới cái pháp cuối cùng đó là ba la mật, thì mình ít nhiều gì mấy mình đâu phải mình làm cái đó nó thành là cái quả liền đâu mình sợ. Mỗi ngày mình thêm chút, khi nào đủ năng lực nó mới thành quả. Là đừng có sợ chuyện đó, mà sợ chuyện là mình đi tới nơi đi rồi cái những cái gì khác tính sao, chứ không có cái gì mà phải lo sợ cả. Còn cái câu hỏi của cái vị này nè, chúng tôi không biết cái gì đây. Thật sự ra đó, cái nơi người dân Ấn Độ còn đọc cái đó là Varanasi. Varanasi, cái mương Varanasi đó. Vì nào có điện độ chắc biết cái mương đó mà. Mương đó từ thời Đức Phật tới giờ, Varanasi. Thì khi đi tới cái mương Varanasi, còn nếu không thì cứ hỏi hồi xưa là Đức Phật chuyển pháp luân chỗ nào, gì em sụp đó, thì người ta sẽ chỉ tới, thì cái đó nó nằm gần cái mương đó, mương Varanasi. Cái thành phố, cái nước của nó, cái nước thời đó đó là Magadha, tức là Magadha đó, Magadha. Còn cái nơi mà bây giờ thì người ta tập trung tở là Varanasi. Thành ra mà không biết thì đạo đi tới đó sẽ biết cái chỗ chuyển pháp luân nào này kim sung đó. Thì tới đó cứ hỏi người ta này, hỏi tìm xem người nào còn đọc được, đọc cho mình nghe. Nhưng mà tiếng Ấn Độ thì bảo đảm quý vị nghe hơi nhức đầu, nhưng mà cũng nó có nhiều chuyện vậy đó. Thành ra thôi, Nam Mô Bích Tha Gia Kinh Chiều Thầu Hạ Kinh Thầy Chị Thành Sang Hỡi Mưu Tràng, tất cả phước báo nào phát sanh do pháp thoại ngày hôm nay xin hay là mối duyên lành để tất cả chư tôn hiền giả cùng cư sĩ nam nữ trong đạo tràng có được cơ hội để chấm dứt các áp pháp ngủ ngầm nơi tâm. Nam mô Thà giá, nam mô Thầm Mà giá, nam mô Sẵn Khà giá, nam mô Đạt Tịnh Hạch Cơ Thể Giá Xã. Vì làm gì xong rồi, nếu còn ngày cả thì mời cả, không còn thì nhờ đại đức pháp trang tụng kinh phúc chúc dùng. Sa thú lành thai, con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính đảnh lễ tri ân ngài Liễu Tông đã từ bi giảng dạy những câu hỏi của chúng con, để chúng con gần đến giáo pháp của Đức Thế Tôn, để được sự an vui ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài, và con cũng thay mặt đạo tràng kính dâng quả phước mà chúng con đã trong sạch tạo được trong buổi học ngày hôm nay đến với quý ngài, nhất là ngài Liễu Tông. Mong rằng phước này trợ duyên quý ngài an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, con cung thỉnh đại đức pháp trang cho con một tín hiệu để sau khi chúng con sám hối, chúng con cung thỉnh đại đức pháp trang chúc phúc cho đạo tràng ạ. Nam mô Bích Tha Giá. Nhật Quỳnh kính cảm ơn Nguyên Trang và kính cảm ơn tất cả với anh chị em đạo hữu đã hỗ trợ và thảo luận mà những câu hỏi trong đạo tràng. Dạ, rất là tri ân quý vị. Dạ, con tri ân sư cho con một tín hiệu. Kính mời đạo tràng cùng giới Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh sám hối sau khi thính pháp ạ. Ut tam ang ge na van de hang ba da phang sum ba ruot tam ang but the yo ga li to do so but tho kamatu tang ma mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo sát tội lỗi ấy cho con. Ut tam ang ge na van de hang tham man cha du vi thang va rang tham me yo ka li to do so tham mo kama tu tang ma mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo sát tội lỗi ấy cho con. Ut tam ang ge na van de hang sẵn khanh cha du vi tho tam ang sẵn khê vô khá lý tổ đô sơ sẵn khô kham mạch tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo sát tội lỗi ấy cho con. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức pháp trang từ bi phúc chúc cho đạo tràng chúng con. Dạ, con kính nhân mít đến sư ạ.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Trước tiên chúng con xin thành kính đảnh lễ ân đức ba ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Chúng con thành kính đảnh lễ Ngài Chí Đức cùng Chư Tung Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Và giờ đây chúng con xin được phép đại diện Ngài Chí Đức cũng như Chư Tung Đức Tăng để phúc đức đến toàn thể đạo tràng cho Phật tử. Nam mô Bụt Tha Giá. Eti tang ba te tang tam mahang ke pa me vasame chatosa pe puran to sangka pa chando pan narasom yata mani cho teraso yata sa pe te yo viva chanto sa parorom vina satoma te fava ton tarayo so ke di ka yuko fava afivam dana se le chane cha vata pa cha yino cha tarom Thamma Vatante Ayavano Sokang Palang Các quả lành mà người đã mong mỏi cho được mau thành tổ kiệp. Đơn chánh cho được tròn đủ đến người giả như trăng trong ngày rằm. Bạn chẳng vậy cũng như ngọc mà ni chiếu sáng rỡ ràng là ngọc quý bao. Có thể làm cho tất cả sự ước ao của người đều được như nguyện pha vát tu sa pa mang ca lăng ra can tu sa pa de vata sa pa po tha no pa ve na sa da so